Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1201, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trước mặt, trên ghế tài xế, Hứa Dịch vội vàng tắt radio. Một giây kế tiếp, trơ mắt từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy được một màn ngược cầu này, quả thật là nghẹn ngào không nói nên lời. Cửu gia, ngài có phải là đã quên cái gì hay không? Đừng chỉ che mỗi ánh mắt của Đường Đường thiếu gia như vậy chứ. Cuối cùng, Hứa Dịch bị ngó lơ, chỉ có thể tự mình động thủ, lặng lẽ nhấn nút nâng tấm chắn lên, che tầm mắt của mình lại. Phát hiện Đường Đường trong ngực Diệp Oản Oản đã ngủ rồi, Tư Dạ Hàn mới rời bàn tay đang che lấy tầm mắt của cậu nhóc, đồng thời, nụ hôn cũng dần dần sâu hơn. Diệp Oản Oản cảm thụ cảm giác mát lạnh ở trên môi, hai gò má lại dần dần nóng lên. Quá khiếp sợ rồi. Nàng mới vừa rồi, là bị câu dẫn rồi sao? Tư Dạ Hàn lại có thể thả thính nàng, hơn nữa ở một cấp độ rất cao. Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt mở to tròn quay, trợn trừng nhìn mình của Diệp Oản Oản, nụ hôn bị buộc phải ngừng lại, thần sắc có chút bất đắc dĩ, em đây là ánh mắt gì? Con mắt Diệp Oản Oản lóe sáng lấp lánh, mở miệng hỏi, a cửu, anh có phát hiện hay không, anh lại có thể biết tán gái rồi. Hích, hơn nữa kỹ năng tỏ tình gần như mắc, chỉ số IQ này, quả thật là đột nhiên tiến bộ vượt bậc. Anh là phải là lén em đi tham gia khóa đào tạo tăng cường chỉ số EQ rồi hay không? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi đen lại, nâng cằm thiếu nữ lên dùng sức cắn một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Diệp Oản Oản chớp mắt một cái, sau đó tỏ vẻ câu trả lời này. Cũng không tệ, nhất định là bị nàng ảnh hưởng. Gần đèn thì sáng nha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc lái đến Hồng Hoa Tiểu Lâu. Tư Dạ Hàn từ trong ngực Diệp Oản Oản ôm lấy bảo bảo, một nhà ba người xuống xe. Khương Lão đứng ở cửa đón bọn họ. Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường lên lầu trước, ánh mắt Diệp Oản Oản đảo qua nơi phòng khách thấy một chiếc hộp to lớn ở một góc nào đó, hơi nhíu mày, đây lại là cái gì? Khương Lão báo cáo đúng sự thật, chủ nhân, hôm nay lại nhận được một chiếc tủ lạnh. Khương Lão nói xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên không hiểu được chủ nhân nhà mình sao lại mua nhiều đồ điện gia dụng như vậy để làm cái gì. Tháng này đã nhận được rất nhiều tủ lạnh, tivi, máy giặt rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy sạ mặt lại. Nhiếp Vô Danh cái tên này, vậy là đủ rồi. Giờ còn định đưa bao nhiêu cái tủ lạnh, tivi, máy giặt qua nữa. Còn nói cái gì mà giữ nguyên tắc, không dùng thủ đoạn không đứng đắn để cướp đoạt. Cái này so với cướp thì có gì khác nhau. Ban tổ chức chương trình làm sao vẫn chưa đánh chết hắn vậy? Diệp Oản Oản, được rồi tôi biết rồi, ông tùy tiện tìm một cái kho nhét nó vào đi. Để khi nào có thời gian nàng sẽ hỏi bạn bè mình thử xem có ai cần không, có thì tặng, không có thì bán. Diệp Oản Oản nói xong, đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động reo lên một cái, chính là tin nhắn của Nhiếp Vô Danh, cái gã đã tặn mất tăm mất tích quãng thời gian này. Nhiếp Vô Danh gần đây dường như bề bộn nhiều việc. Thường xuyên nằm ở trong trạng thái mất liên lạc, thỉnh thoảng nhắn đến toàn để xin ảnh chụp của nàng và Đường Đường nhằm bảo vệ tính mạng. Nhiếp Đào Hố, Hữu Danh muội, tủ lạnh nhận được chưa? Diệp Hữu Danh, nhận được rồi. Nhiếp Đào Hố, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hích, đây đại khái là một lần cuối cùng tôi gửi cho cô sinh hoạt phí. Diệp Oản Oản vừa định nói với hắn, bảo hắn đừng đưa sang nữa, thấy được câu này, vì vậy nhắn tin hỏi thăm. Diệp Hữu Danh, sao vậy? Nhiếp Đào Hố, tất cả các tiết mục, tôi đều bị cấm tham gia rồi, mấy người BTC chương trình cũng quá thiếu chuyên nghiệp, không chịu giữ nguyên tắc. Đều nói nếu chơi tốt liền có thể nhận thưởng, dựa vào cái gì lại hùa nhau cấm tôi dự thi. Diệp Hữu Danh. Diệp Oản Oản cạn lời không biết nói gì, không cấm hắn thì cấm ai. Chưa đánh chết hắn là đã rất không tệ rồi. Chương 1202, tại sao yêu em? Nhiếp Vô Danh sau khi nộp, sinh hoạt phí. Và xin nàng vài tấm hình, rất nhanh lại tan biến không còn tăm hơi. Diệp Oản Oản vốn là muốn hỏi thăm hắn tiến triển của dự án, tìm kiếm cha mẹ ruột của Đường Đường, cũng không kịp. Cái tên này thật sự là to gan nha, hắn cứ yên tâm như vậy, không hề sợ một hôm nào đó nàng bỗng nổi thú tính, đem Đường Đường bắt cóc đi sao. Diệp Oản Oản cất bước lên lầu, Đường Đường đã được Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng đặt trên giường, cậu nhóc đang ngủ say sưa ngon lành. Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, hôn trên gò má của Đường Đường một cái. Lúc này, Tư Dạ Hàn từ trong ngăn kéo lấy ra một hòm thuốc, qua đây.
Diệp Oản Oản nhất thời ngoan ngoãn đi về phía chiếc ghế salon, vâng. Tư Dạ Hàn liếc nhìn nơi gót chân nàng bị giày cao gót mài rách mất một miếng da, cẩn thận đem chân của nàng đặt ở trên đùi mình, sau đó bôi thuốc cho nàng. Diệp Oản Oản không thích, cũng không giỏi mang giày cao gót. Tối nay vì muốn trang bức, nên đã chọn loại rất cao. Thế nên toàn bộ buổi dạ tiệc, nàng cứ cảm thấy mình y như một nàng tiên cá mắc cạn vậy. Mới vừa rồi, trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn cầm chiếc dép xuất hiện, nàng quả thật là muốn đoạt lấy ngay. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, thưởng thức khuôn mặt chàng trai đang chuyên tâm xoa thuốc cho mình, suýt xoa vì vẻ đẹp trai của anh lúc này càng trở nên hấp dẫn. Bỗng nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một ảo giác, giống như một màn này đã từng quen lắm. Ban đêm yên tĩnh, động tác của chàng trai bôi thuốc cho cô vô cùng thuần thục, tựa hồ đã làm qua vô số lần. Bên cạnh trên giường, bánh bao nhỏ mềm mại núp ních vẫn đang ngủ say ngọt. Một màn ôn nhu thân ái này, quả thật là đủ để khiến kẻ phong lưu quy tâm, tướng quân tháo giáp, bất kể là giang hồ, chiến trường hay là sông sâu, sa mạc rộng, cũng không sánh nổi với giờ phút này được ở bên cạnh anh. Tư Dạ Hàn thấy thiếu nữ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, nhìn nàng một cái, sao vậy? Diệp Oản Oản nâng cằm lên lẩm bẩm, em đột nhiên đang suy nghĩ. Anh khi đó, tại sao lại yêu em? Nghe được câu hỏi này, thần sắc Tư Dạ Hàn hơi khựng lại, tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Tò mò không được sao? Diệp Oản Oản lầu bầu, lúc ấy em bị đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ cùng cha mẹ, còn vừa mập vừa xấu xí, muốn tiền không có tiền, muốn mặt không có mặt, anh làm sao lại vừa ý em cơ chứ? Nàng đã từng hỏi qua vấn đề này. Kết quả câu trả lời của Tư Dạ Hàn vô cùng mơ hồ, anh nói, chỉ có mình em. Câu, chỉ có mình em, rốt cuộc là có ý gì? Từ khi trọng sinh tới nay, nàng luôn luôn phấn đấu vì tự do, sinh kế, và được ở bên cạnh người thân. Thật sự có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, nhưng cũng không thèm nghĩ nữa. Chẳng qua là vào một buổi tối đặc biệt như hôm nay, sự tò mò của nàng mới lại lặng lẽ dâng lên. À, em còn nhớ một năm trước khi chúng ta còn gây gổ. Em đã từng hỏi qua anh vấn đề này, khi đó anh trả lời em. Chỉ có mình em, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Oản Oản lẩm bẩm hỏi. Ánh trăng dịu dịu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò của người thiếu nữ. Tư Dạ Hàn ngắm thần sắc u mê trên mặt cô nàng, thân ảnh cao lớn của anh dường như bỗng thoáng qua một chút buồn bã. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, biểu cảm của Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt khiến cho cô sinh ra ảo giác. Cả thế giới này chỉ có một mình anh cô độc. Tại sao, lại lộ ra vẻ mặt như thế? Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm con ngươi sáng lấp lánh trong màn đêm của cô bé, chậm rãi mở miệng, bởi vì, anh chỉ có mình em. Chỉ có mình em, anh chỉ có mình em. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn phát ra, Diệp Oản Oản cảm giác trái tim mình giống như bị vật gì bén nhọn đâm một cái, bỗng nhiên thắt lại. Là cháu đích tôn của Tư Gia, là gia chủ duy nhất. Rõ ràng địa vị cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, được tất cả mọi người tôn kính như thần. Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, vì sao lại nói? Anh chỉ có mình cô. Diệp Oản Oản càng ngày càng mê mang, chẳng lẽ là kiếp trước nàng bỏ sót điều gì? Hay là nàng quên mất chuyện gì trọng yếu? Chương 1203, không phải là đèn đã cạn dầu. Diệp Oản Oản cố gắng nhớ lại phát hiện không thu hoạch được gì. Kỳ quái, trí nhớ của nàng tốt như vậy, không có đạo lý chuyện từng phát sinh qua lại không hề có một chút ấn tượng nào. Thời điểm nàng tiếp tục tập trung suy nghĩ, lại phát hiện chỗ sâu trong óc giống như bị ngoại lực gì đó công kích, truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng. Ngủ đi. Cơ thể bỗng nhiên được một bờ ngực ấm ấp ôm lấy, bên tai truyền tới âm thanh ôn nhu của Tư Dạ Hàn làm cho người ta vô cùng an tâm. Nỗi đau đớn kia giống như ảo giác, tan thành mây khói. Diệp Oản Oản gật đầu. Xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, có lẽ là do khoảng thời gian này áp lực quá lớn, quá bận rộn. Mấy ngày sau, cao ốc tập đoàn Diệp Thị. Diệp Hồng Duy triệu tập tất cả cao tầng, mở ra một cuộc họp lớn của các thành viên hội đồng quản trị. Trong phòng họp, bên trái của Diệp Hồng Duy, Diệp Thiệu An ngồi ở hàng trên cùng, tiếp đó là Diệp Y Y, bên cạnh Diệp Y Y chính là Cố Việt Trạch. Mà bên tay phải của Diệp Hồng Duy là Diệp Mộ Phàm, bên cạnh Diệp Mộ Phàm chính là Diệp Oản Oản. Các cao tầng của hội đồng quản trị ở đây, chỉ nhìn trật tự sắp xếp chỗ ngồi này, cũng đã trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Từ sau khi kết quả giải Kim Lan được công bố ra bên ngoài mấy ngày trước,
cùng với sự tình trong buổi dạ tiệc được truyền ra, người của tập đoàn Diệp thị toàn bộ đều đã bàng hoàng. Tất cả mọi người đều biết, công ty này, sợ là thời tiết muốn thay đổi rồi. Diệp Hồng Duy ho nhẹ một tiếng, mở miệng, hai vị ngồi bên cạnh tôi, mọi người hẳn là đều đã biết, Tổng Giám đốc của Chư Thần thời đại Diệp Mộ Phàm, và Tổng Thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ Diệp Oản Oản. Ngoài ra, mọi người đều biết, trước đây, chức vụ Tổng Giám đốc của Hoàng Thiên Giải Trí là do Cố Việt Trạch, Cố Tiên Sinh tạm giữ. Diệp Hồng Duy nói xong, hướng về Cố Việt Trạch nhìn lại, Việt Trạch, khoảng thời gian này nhờ có cậu hỗ trợ. Cố Việt Trạch bày ra phong thái hiền lành lịch sự, khiêm tốn mở miệng nói, Chủ tịch Diệp, ngài khách khí rồi, đều là người một nhà, là lẽ đương nhiên. Một bên, Diệp Y Y không nói một lời, trên mặt treo một nụ cười phóng khoáng khéo léo, nhưng mà đáy lòng đã sớm là một mảnh khói mù. Mấy ngày nay nàng nghĩ qua vô số biện pháp, cũng hy vọng xa vời rằng lão gia tử sẽ không cảm thấy yên tâm đối với Diệp Mộ Phàm. Lại không nghĩ rằng, sự tình vẫn phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Diệp Hồng Duy thấy vậy, hài lòng gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, khoảng thời gian này sau khi khảo sát, năng lực của Mộ Phàm, chắc hẳn mọi người cũng đã biết quá rõ ràng. Cho nên, tôi quyết định, bắt đầu từ hôm nay, sẽ do Mộ Phàm đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Hoàng Thiên Giải Trí. Trong nháy mắt khi lời này của Diệp Hồng Duy phát ra, phòng họp đầu tiên là yên lặng một giây đồng hồ. Không ít người theo bản năng mà hướng về phía Diệp Thiệu An và Diệp Y Y nhìn lại, thần sắc tựa hồ có chút chần chờ. Bất quá, vẫn có tiếng vỗ tay vang lên lẻ tẻ, cuối cùng toàn trường đều vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chúng cao tầng giờ phút này đã thổn thức không thôi. Ai có thể ngờ tới, 3 năm trước đây, một nhà Diệp Thiệu Đình bị đuổi ra ngoài như chó nhà có tang, vậy mà một ngày kia lại vẫn có thể trở về. Diệp Mộ Phàm giờ đã xưa đâu bằng nay. Bọn họ vẫn nên bảo trì thái độ trung lập, không nên đắc tội là được rồi. Huống chi, bên cạnh cậu ta còn có Diệp Oản Oản, một trợ tá vô cùng cường đại. Hai huynh muội này, cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Một người con rể như Cố Việt Trạch, bất luận nhìn thế nào, cũng không thể sánh bằng người cháu ruột như Diệp Mộ Phàm. Kết quả như thế nào, hết thảy vẫn còn khó nói trước được. Thấy đại cục đã định, Diệp Thiệu An rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Dùng sức vỗ bàn một cái, con không đồng ý. Ba, tiểu tử này tính tình như thế nào, chẳng lẽ ba còn không rõ ràng hay sao? Ba hãy nghĩ lại thời điểm khi hắn còn ở tại công ty chúng ta lúc trước, đem công ty giày vò thành hình dáng gì? Diệp Hồng Duy nhìn đứa con thứ thiếu kiên nhẫn này của mình, hơi nhíu mày. Chương 1204, người có tài thì chiếm được. Diệp Hồng Duy trầm giọng mở miệng nói, Thiệu An, sáng sớm ta cũng đã nói. Tập đoàn là tâm huyết của ta, vô luận là đối với người nào, ta sẽ không thiên vị. Nguyên tắc trước giờ chỉ có một, người có tài thì chiếm được. Trước đây Mộ Phàm tại tập đoàn biểu hiện quả thật không tốt, cho nên ta mới trừng phạt nó, mà bây giờ nó đã dùng thực lực chứng minh được mình, cho nên ta cũng sẽ cho nó một cơ hội như thường. Nếu như nó làm không tốt, như vậy cũng sẽ phải rời đi mà thôi. Không thiên vị bất kỳ ai. Đúng như Diệp Oản Oản dự đoán. Lão gia tử cũng không để ý tới Diệp Thiệu An chất vấn. Lão gia tử sinh thời quan tâm nhất chính là gia nghiệp mà ông ta phí hết tâm huyết tạo dựng nên. Cho nên giống như ông nói, yêu cầu của ông đối với người thừa kế chỉ có một, người có tài mới chiếm được. Trước đây gia tăng hảo cảm cũng chỉ là phụ trợ, cuối cùng có thể thuyết phục lão gia tử chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Chỉ cần làm ra thành tích, vô luận là Diệp Thiệu An cùng Diệp Y Y bên kia dù nhảy nhót thế nào, dù bày trò thế nào. Diệp Hồng Duy cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi chủ ý. Huống chi lão gia tử đối với Cố Việt Trạch vốn cũng không hoàn toàn yên tâm. Ban đầu chẳng qua chỉ là Diệp gia đại loạn, quả thực không một người nào có thể dùng, mới nghe theo Diệp Y Y và Diệp Thiệu An khuyên, tạm thời đồng ý để cho Cố Việt Trạch quản lý. Cuối cùng sự tình Diệp Mộ Phàm quay trở lại Hoàng Thiên Giải Trí vẫn được chốt lại như vậy. Cuộc họp kết thúc trong một bầu không khí âm trầm, Diệp Thiệu An không thèm để ý Diệp Y Y khuyên can. Trực tiếp xô ngã bàn, nổi giận đùng đùng rời đi. Bên ngoài cửa phòng họp, Diệp Y Y che giấu sự căm ghét nơi đáy mắt, Mộ Phàm, hoan nghênh trở lại, sau này sẽ phải cùng nhau cộng sự, có chỗ nào không biết, có thể hỏi tôi. Diệp Mộ Phàm khẽ xì một tiếng, nếu đổi lại là lúc trước, hắn có lẽ đã thật sự bị, người chị họ, nhìn như ôn nhu ân cần này lừa gạt. Hiện tại, còn coi hắn là kẻ ngu sao. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên phát hiện Diệp Oản Oản và Cố Việt Trạch đồng thời không thấy đâu, vì vậy khẽ nguyền rủa một tiếng,
sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Y Y, tôi cũng không phiền cô quan tâm, cô lo đi mà quản lý nam nhân của mình đi. Đừng để cho hắn trêu chọc Oản Oản, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Mộ Phàm nói xong, vội vàng đi tìm người. Trong nháy mắt khi Diệp Mộ Phàm xoay người rời đi, sắc mặt Diệp Y Y nhất thời âm trầm đến cực hạn. Cuối hành lang không người. Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản trước mắt dường như đã hoàn toàn tưởng như hai người, ánh mắt tham luyến lượn lờ trên người cô gái, Oản Oản, chúc mừng em. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà nhìn người nam nhân nọ, có lời gì thì nói thẳng. Cố Việt Trạch tỏ vẻ đạo mạo mở miệng nói, tối nay có rảnh không? Cùng uống một ly. Vào giờ phút này, con người của Cố Việt Trạch lấp lánh y như đang nhìn một con mồi thơm ngon phương phức. Diệp Thiệu An đã lăn lộn ở Diệp gia được 3 năm, ăn sâu bén rễ. Với thực lực trước mắt của Diệp Mộ Phàm, muốn dao động ông ta, vẫn còn chưa có cửa. Cho nên hắn cũng không nôn nóng, mà dự định sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Hiện tại thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, ngược lại là Diệp Oản Oản, nữ nhân này, thật sự là càng ngày càng khiến cho hắn tò mò. Tại sao lúc trước không phát hiện ra, cái thứ ngu xuẩn làm cho người ta chán ghét đó, lại còn có một mặt mê người như vậy? Diệp Oản Oản thật ra thì vốn cũng không nghĩ đến, nhưng không hiểu tại sao, sự để ý đối với Cố Việt Trạch trong tiềm thức, vẫn để cho nàng tới nói chuyện với hắn. Kết quả, liền nghe được lời mời mọc chủ động này của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch vốn coi nàng ngu như bò, trốn nàng như trốn nước lũ, lại có thể chủ động câu dẫn nàng, hơn nữa thái độ còn khách khí như vậy, thật đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Khi đó không phải là nàng quấn quýt lẽo đẽo đi theo sau mông hắn. Sau đó nhận lại được là sự chán ghét và lạnh lùng. Ôi cái thế giới xem mặt này. Chương 1205, cực kỳ tinh chuẩn. Thái độ phong khinh vân đạm này của Cố Việt Trạch, cứ như thể đủ loại hành vi hắn làm đối với nàng trước đây, toàn bộ đều chưa từng xảy ra. Nhưng ý đồ và dục vọng lồ lộ trong mắt hắn, Diệp Oản Oản tự nhiên không có khả năng không nhìn ra. Diệp Oản Oản hướng về phía gã đàn ông trước mặt đang tỏ vẻ phong độ, nhưng ánh mắt lại đục ngầu. Trầm ngâm nói, Cố Việt Trạch, tôi thật sự đã từng yêu thích anh sao? Cố Việt Trạch nhíu mày, có ý gì? Diệp Oản Oản nhún vai một cái, không có gì, chỉ là cảm giác mình lúc ấy, hẳn là mắt hơi có chút mù, não thì không biết đang đi du lịch ở đâu. Đại khái là ở trong vụ khủng bố tấn công khi đó, đầu óc hẳn là bị hỏng đi một chút, nếu không làm sao lại sẽ thích thứ người như Cố Việt Trạch. Con người của Cố Việt Trạch chợt co rút lại mấy phần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trở giọng, Diệp Oản Oản, cô sẽ không phải là còn đang nằm mộng, vọng tưởng leo lên giường của Tư Dạ Hàn đấy chứ. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, leo lên giường của Tư Dạ Hàn. Nàng không có mà, đều là Tư Dạ Hàn leo lên giường của nàng ngủ. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, sau lưng một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Diệp Mộ Phàm khẩn trương không thôi vội chạy tới, một tay đem Diệp Oản Oản che chở ở sau lưng, Cố Việt Trạch, ngươi muốn làm gì? Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy mất hứng xem kịch vui, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm mở miệng, ca, đi thôi. Diệp Mộ Phàm vốn còn muốn chửi Cố Việt Trạch, nhưng không thể làm gì khác hơn là đuổi sát theo Diệp Oản Oản. Trên xe, Diệp Mộ Phàm lập tức khẩn trương truy hỏi, Cố Việt Trạch cái tên cặn bã nam tìm em là muốn làm gì? Diệp Oản Oản nghiêng đầu sang, thuận miệng nói, có thể là muốn ôn lại chuyện cũ một chút đi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, nhất thời khẽ chửi thề một tiếng, mẹ. Cái gì mà ôn chuyện cũ, cái thằng chó đó chính là lúc trước được em theo đuổi thì không thèm, bây giờ thấy em lột xác trở nên xinh đẹp, tươi ngon nên muốn, làm thịt, em đấy. Cái loại cặn bã trong số cặn bã này, Oản Oản xin em ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa, thứ người như vậy anh quá hiểu. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi rúm lại. Không hổ là kẻ phong lưu đã từng trải qua tình trường, có thể thấu hiểu được tâm tính của cặn bã nam, thực sự là cực kỳ tinh chuẩn. Sau khi rời khỏi công ty, buổi tối Diệp Oản Oản cùng người một nhà ăn chung bữa cơm. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân liền bắt đầu lên án Diệp Mộ Phàm. Diệp Thiệu Đình, Mộ Phàm, con là có chuyện gì xảy ra? Chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể lừa gạt chúng ta? Em gái con là một cô gái, xuất đầu lộ diện ở trong cái giới kia, nếu như có nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm phản bác, vì vậy nên con bé mới dùng nam trang rồi. Không phải sao? Sẽ không có nguy hiểm. Lời của Diệp Mộ Phàm còn chưa dứt liền bị Lương Uyển Quân cắt đứt, nam trang cũng vậy, không an toàn nha. Diệp Mộ Phàm. Diệp Oản Oản vội mở miệng, cha, mẹ,
Các người đừng trách ca ca nữa, là con nhờ ca ca hỗ trợ lừa gạt các người. Cũng là bởi vì sợ cha mẹ sẽ lo lắng. Cha mẹ xem, hiện tại không phải là con vẫn thật tốt sao? Ca ca bảo vệ con rất khá. Diệp Thiệu Đình cuối cùng hơi bất giận, sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói, Oản Oản, ban đầu căn phòng này, là con trao đổi điều kiện với Trử Hồng Quang, đúng chứ? Ban đầu Oản Oản nói căn nhà này là một người bạn của nàng, tên là Diệp Bạch, hỗ trợ chuộc về. Bây giờ mới biết, nguyên lai từ đầu tới cuối đều là nha đầu này chính mình khổ cực, ở bên ngoài đánh liều. Nghĩ đến những thứ này, hai vợ chồng liền đau lòng không thôi. Oản Oản, là cha vô dụng, để cho con khổ cực như vậy. Trên mặt của Diệp Thiệu Đình tràn đầy thương xót. Diệp Oản Oản vội vàng giả vờ tức giận nói, cha, đều là người một nhà, đừng nói tới những thứ này. Con cùng ca ca còn rất nhiều sự tình không biết, cũng là cha mẹ ở bên cạnh chỉ điểm mới có thể thuận lợi như vậy. Không có hai người, chúng con cũng không có khả năng thành công. Cha mẹ chính là ngọn đèn soi đường cho hai chúng con đấy. Chương 1206, không cố gắng đi bộ. Diệp Thiệu Đình nhất thời lộ ra nụ cười, con đó. Đứa nhỏ này. Diệp Mộ Phàm một bên yên lặng vùi đầu lùa cơm, cuối cùng thở phào. Vẫn là muội muội lợi hại, dỗ có một câu liền ổn rồi. Đổi lại là hắn, coi như nói ba ngày ba đêm sợ rằng cũng vô dụng. Sau khi ăn cơm tối, bởi vì yêu cầu mãnh liệt của hai vợ chồng, Diệp Oản Oản liền nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, bảo anh chăm sóc Đường Đường, sau đó ở nhà một đêm. Trên ban công, Diệp Oản Oản ngồi ở trên chiếc ghế mây tròn bên cạnh bàn, xem các tài liệu liên quan của Hoàng Thiên Giải Trí, đừng thiếu cảnh giác, tiếp theo, Diệp Thiệu An và Diệp Y Y bên kia, nhất định sẽ có hành động. Diệp Mộ Phàm gật đầu, ừ, anh biết rồi, sẽ không buông lỏng. Diệp Oản Oản nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Diệp Mộ Phàm, khẽ cười một tiếng, bất quá cũng không cần phải quá khẩn trương. Chúng ta bây giờ có chư thần thời đại, không giống như lúc trước mất đi tất cả. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn em gái trước mặt mình, làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của Oản Oản, lại có thể toàn bộ thành sự thật. Bởi vì vẫn luôn ở chung một chỗ cùng với Oản Oản, hắn cũng không phát hiện ra. Nhưng chợt suy nghĩ một cái, khoảng thời gian này sự thay đổi của muội muội quả thực là quá lớn. Nói là hoàn toàn biến thành một người khác cũng không hề quá đáng. Bất quá, vô luận là hình dáng gì, đều là muội muội hắn thương yêu nhất. Diệp Oản Oản ở chỗ ba mẹ ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau mới rời khỏi. Bây giờ Diêu Giai Văn càng ngày càng thích ứng với công việc bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã có thể tự mình xử lý. Nàng bên này thời gian nhàn rỗi không ít, hôm nay không có bất kỳ lịch trình nào, vì vậy sau khi dự buổi họp giao ban của công ty, liền quay trở về Hồng Hoa Tiểu Lâu. Trước khi quay trở về, Diệp Oản Oản cố ý ghé qua tiệm bánh ngọt mua ít đồ ngọt cùng điểm tâm. Khi đi ngang qua cửa hàng tổng hợp bán đồ thiếu nhi, nhìn thấy một đôi giày rất đáng yêu, vì vậy quả quyết mua. Có giày làm sao có thể không có quần áo để phối với giày đây? Vì vậy Diệp Oản Oản lại mua một bộ quần áo cho Đường Đường. Có quần áo làm sao có thể không có cái mũ được đây? Nhìn thấy một chiếc mũ cũng không tệ, Diệp Oản Oản lại quả quyết mua thêm một chiếc mũ. Cuối cùng, chỉ vì lỡ nhìn một đôi giày, hơi nhiều, một chút. Diệp Oản Oản cuối cùng túi lớn túi nhỏ mua cho Đường Đường một thân trang phục và đạo cụ. Diệp Oản Oản đem mấy thứ này để lên xe, sau đó gọi điện thoại cho Đường Đường. Alo, Đường Đường. Mẹ. Cục cưng, mẹ một lát nữa liền quay trở về nhà ngay đó nha. Con đang làm gì, đã dậy chưa? Đã dậy rồi, ba ba đang dẫn Đường Đường đi câu cá. Ặc, nàng để cho Tư Dạ Hàn chăm sóc một đứa bé, kết quả lại có thể dẫn trẻ con đi câu cá. Liền không thể dẫn bé đi chơi trò chơi hợp với lứa tuổi hơn một chút hay sao? Cục cưng, chờ mẹ trở lại hi hi, mẹ dẫn con đi chơi đùa. Mẹ còn mua cho con quần áo đẹp vô cùng. Vâng, Đường Đường chờ mẹ tương đương. Diệp Oản Oản rất nhanh lái xe chạy tới Hồng Hoa Tiểu Lâu. Diệp Oản Oản xách túi lớn túi nhỏ, ngâm nga hát mở cửa chính ra, ở một cây đại trụ ven đường chính ở trong vườn, trên cây lại đột nhiên treo ngược xuống một cái đầu người. Miệng nó. Diệp Oản Oản sợ hết hồn, xuất phát từ phản xạ có điều kiện, không hề nghĩ ngợi liền trong nháy mắt bay lên tung một cước. Một giây kế tiếp, huỵch một tiếng, một cánh tay đỡ lấy chiêu thức của nàng. Nhiếp Vô Danh ôm lấy cái đầu tổ quả từ trên tán cây nhảy xuống, khóe miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, mặt đầy ủy khuất xoa xoa cánh tay, hữu danh muội, phản ứng cửa người bình thường không phải hẳn là nên rú lên hoảng sợ sao?
Cô làm sao không nói hai lời liền tung cước đánh người rồi. Diệp Oản Oản ngay cả hồn cũng đã sắp bị hắn hù dọa rớt ra ngoài, sau khi thấy rõ là Nhiếp Vô Danh xong, thở hổn hển mà gào lên, người bình thường đều biết đi bộ đấy. Anh làm sao lại không cố gắng đi bộ, có người nào như anh, không có việc gì mà lại nhảy lên trên cây thòng ngược cái đầu xuống như vậy không? Chương 1207, đón cái ông nội các ngươi. Có người không có việc gì lại leo lên cây sao? Diệp Oản Oản đang hầm hừ, vèo, 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 tiếp đó trên cây lần lượt lại nhảy xuống ba người. Ba người chính là Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân và ngoại quốc rời gạch. Nhất Chi Hoa trước sau như một, trang điểm xinh đẹp, y như không xương treo trên người Nhiếp Vô Danh, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, hi, hữu danh lão bản. Lại gặp mặt, Diệp Oản Oản xạ mặt lại mà nhìn chằm chằm mấy người kia. Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Có dạng chủ gì, sẽ có dạng thủ hạ đó. Bốn người đợi ở trên một thân cây, cũng không ngại chen chúc. Đúng rồi, không phải là có năm người à? Vậy tại sao hôm nay chỉ có bốn mà thôi? Làm sao thiếu một người rồi? Diệp Oản Oản hướng về bốn người nhìn một cái, thuận miệng hỏi. Hôm nay cái tên chuyên đeo quan tài sau lưng, Băng Sơn Nam, thật giống như không có mặt. Người chết, đừng ngủ nữa. Nhiếp Vô Danh đẩy Nhất Chi Hoa treo ở trên người ra, sau đó nhấc chân liền đạp mạnh một cái vào thân cây to. Sau đó, uỳnh, một tiếng. Chỉ thấy một người nhanh như chớp từ trên cây té xuống. Chính là cái gã bị bệnh ung thư lười giai đoạn cuối. Băng Sơn Nam ngã sấp mặt y như mít rụng trên mặt đất, sau đó chậm rãi bò dậy, ngay cả lá cây và bụi bẩn trên người cũng lười phủi, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn thấy năm tên dị nhân này, Diệp Oản Oản quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Thần Hư Đạo Nhân chen đến trước mặt của Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ nịnh hót xoa xoa tay mở miệng, hữu danh lão bản. Nhìn thấy cô thật sự rất vui. Không biết, nhà của cô có. Diệp Oản Oản, có cái gì? Ngoại quốc rời gạch, hữu danh lão bản, nhà của cô có cứt không? Diệp Oản Oản, cái gì? Thần Hư Đạo Nhân vội đem tên to con đẩy ra, không đúng, không đúng. Chúng tôi muốn hỏi là, trong nhà cô có cơm không? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, hả? Cơm? Thần Hư Đạo Nhân gật đầu liên tục, đúng đúng, không nói dối cô, chúng tôi đều đã ba ngày nay không ăn gì. Nhất Chi Hoa bị Nhiếp Vô Danh đẩy ra sau, lại đu lên, thoi thóp mà mở miệng, là ba ngày không 2 giờ 18 phút. Diệp Oản Oản, tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều thảm như vậy? Rốt cuộc bọn họ sống kiểu gì? Nể tình của Đường Đường, Diệp Oản Oản phóng khoáng mở miệng, các anh đi vào trước đi. Thần Hư Đạo Nhân kích động không thôi, hữu danh lão bản, cô quả thực là lòng dạ Bồ Tát. Sau khi chết nhất định sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc. Diệp Oản Oản, không biết khen người, thì đừng có mở mồm thối ra. Diệp Oản Oản vừa dẫn theo 5 người đi vào nhà, vừa thuận miệng hỏi, đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi, các anh hôm nay qua đây làm gì? Làm sao lại đông đủ như vậy? Mấy người này như thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, đều đã hơn mấy tháng không gặp. Ngoại quốc rời gạch nghe vậy đúng sự thật mở miệng nói, hữu danh lão bản, chúng tôi tới đón Đường Đường tiểu thiếu gia về nhà. Trong nháy mắt ngay khi tiếng nói của ngoại quốc rời gạch rơi xuống, không khí đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Một giây kế tiếp, uỳnh, một tiếng vang thật lớn. Đón, đón cái ông nội các ngươi. Diệp Oản Oản không chút do dự đi vào trong nhà, sau đó nặng nề đóng lại cánh cửa. Đệt, lại là đến dẫn Đường Đường đi đấy. Vào giờ phút này, năm người bị ném ở bên ngoài, hơn nữa bị giống cho một mặt đầy nước bọt, mộng bức. Không có, không có sai mà. Bọn họ đúng là đón ông nội của bọn hắn kia mà. Vị tiểu tổ tông kia có thể không phải chính là ông nội của bọn hắn hay sao? Ngoại quốc rời gạch mặt đầy vẻ vô tội, tôi có phải là đã nói sai cái gì rồi hay không? Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đóng chặt, vô cùng đau đớn, tiểu Điềm Điềm, cậu có phải là ngốc hay không? Dù gì cậu cũng phải chờ chúng ta ăn cơm xong rồi mới nói cho cô ấy biết chứ. Chương 1208, lại biết dỗ phụ nữ. Nhiếp Vô Danh mặt đầy mê mang, hích, tại sao chúng ta muốn đi đón tiểu ma đầu, hữu danh muội lại tức giận như vậy? Thần Hư Đạo Nhân ngẩn người, cũng mở miệng nói, đúng vậy, hữu danh lão bản tại sao lại tức giận? Nhất Chi Hoa nâng đôi bàn tay nhỏ, sờ sờ trên mặt của Nhiếp Vô Danh, mấy tên xú nam nhân các người. Chẳng hiểu trái tim phụ nữ chút nào, hữu danh lão bản hiển nhiên là không nỡ bỏ tiểu ma đầu đi nha.
Thần hư đạo nhân, hữu danh lão bản không nỡ bỏ tiểu ma đầu. Thực sự là, lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nhiếp Vô Danh đẩy tay của Nhất Chi Hoa ra, sờ cằm một cái, chuyện này. Không thể nào. Nhất Chi Hoa lườm hắn một cái, nhíu mày nói, làm sao lại không? Tiểu ma đầu của anh ở trước mặt hữu danh muội, cũng không phải là giống như đối với như chúng ta, lại còn biết dỗ phụ nữ vui vẻ đấy. Thần hư đạo nhân không nhịn được nói, đừng nói những thứ vô dụng này nữa. Tóm lại là bây giờ cơm đâu, làm như nói nữa là có thể được ăn cơm đấy. Tôi không quan tâm, tiểu Điềm Điềm, là cậu gây họa, cậu phải tìm cách dỗ cô ấy cho tôi. Ngoài cửa đang là một trận thanh âm ồn ào, bên trong nhà, Diệp Oản Oản thả túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, sắc mặt khó coi mà ngồi ở chỗ đó. Tại sao lại đột nhiên muốn đón Đường Đường về nhà? Chẳng lẽ là... Hữu Danh lão bản, mở cửa ra. Hữu Danh lão bản, tiểu Điềm Điềm, tiếng Trung hắn không tốt, cô đừng nghe hắn nói bậy. Hữu Danh lão bản, tôi đã trói kỹ tiểu Điềm Điềm, cô có thể tùy tiện đánh, xin cho một miếng cơm ăn đi mà. Hữu Danh lão bản, hay là chúng tôi đập chết hắn tặng cho cô xem có được không? Diệp Oản Oản cạn lời, nhìn cái nhóm năm gã dị nhân ở ngoài cửa xin cơm như quỷ khóc sói tru. Im miệng, còn muốn ăn cơm? Đi ăn xê, tê đi. Sau khi Diệp Oản Oản gầm lên chiêu sư tử hống, ngoài cửa an tĩnh lại khoảng chừng một phút. Diệp Oản Oản nghe được ngoài cửa không có thanh âm gì nữa, theo bản năng chợt nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ đi rồi sao? Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy, nơi khe cửa dưới mặt đất, có thứ gì có lặng lẽ được nhét vào. Diệp Oản Oản định thần nhìn lại, là một đồng tiền xu. Sau đó, lại nhét vào tiếp một đồng. Sau đó, giống như vô cùng đau lòng, sau một hồi khá lâu, lại chậm gì gì nhét vào tiếp đồng thứ ba. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy đồng tiền xu được chậm chậm nhét vào kia, sắc mặt đen như đáy nồi. Rời à, coi cái nhà nàng là một chiếc xe bus hay sao? Lại có thể nhét tiền xu. Cho là nhét mấy đồng tiền xu vào liền có thể làm nàng nguôi giận. Hữu Danh muội, đây chính là tất cả những gì chúng tôi tích góp được rồi. Hữu Danh muội, mở cửa một chút đi mà. Hữu Danh muội, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Một đám nào đó vì xin cơm mà kêu gào đến quên cha quên mẹ. Nghĩ đến mấy người này đến đón Đường Đường, Diệp Oản Oản vào lúc này cảm thấy vô cùng phiền não, nghe tiếng than vãn mà nhức hết cả đầu. Lúc này, trong phòng bếp truyền tới một trận âm thanh huyên náo. Diệp Oản Oản quay người về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy đám người kiều kiều. Hải địch đang tò mò ló đầu ra nhìn về phía nàng bên này. Diệp Oản Oản nhìn thấy 5 người, nhất thời mở miệng ra lệnh, mấy người các cậu. Còn ngớ ra làm gì, ồn chết người rồi, đem mấy tên ồn ào ở ngoài cửa kia ném hết ra ngoài cho tôi. Nhóm 5 người lính đánh thuê. 5 người nhất thời lộ ra dáng vẻ vô cùng hoảng sợ, đồng loạt lui về sau mấy bước. Dù sao thời điểm ở tại Myanmar, bọn họ đã từng thấy qua thân thủ của 5 người này. Nhất là cái người cầm đầu đó, thật sự là không phải người. Hải địch vẻ mặt đưa đám, chủ nhân, chuyện này không thể được. Chúng tôi đi ném 5 người bọn họ. Đường Bân, bọn họ tùy tiện một người liền có thể đem 5 người chúng tôi nghiền thành cặn bã nữa là. Tống Cường, đúng vậy. Chương 1209, nếu như tôi không trả cho anh thì sao? Diệp Oản Oản đem nhóm 5 người lính đánh thuê cũng đuổi ra bên ngoài, trong người cực kỳ khó chịu, cuối cùng vẫn mở cửa để cho đám người Nhiếp Vô Danh tiến vào. Diệp Oản Oản, ngồi. Nhiếp Vô Danh, muội muội. Đường Đường không có ở đây, không cần kêu muội muội. Diệp Oản Oản ngồi xuống ở trên ghế salon, Nhiếp Vô Danh ngồi ở đối diện, 4 người khác chia nhau ngồi ở một bên. Nhiếp Vô Danh ho nhẹ một tiếng, được, Hữu Danh muội. Diệp Oản Oản vốn là không muốn gặp, cũng không muốn hỏi, nhưng mà Đường Đường cũng sắp cùng Tư Dạ Hàn trở về rồi. Thật sự đến cuối cùng cũng phải để bọn họ đi vào. Tại sao bỗng nhiên muốn đón Đường Đường trở về? Diệp Oản Oản dừng một chút, ngay sau đó mở miệng hỏi, là trong nhà xảy ra việc gì gấp? Hay là, cha mẹ của Đường Đường, tìm được? Nhiếp Vô Danh mở miệng trả lời, tên dã nam nhân đó vẫn còn không tìm được, nhưng em gái tôi tìm được rồi. Quả nhiên là tìm được mẹ ruột của Đường Đường rồi. Mặc dù là câu trả lời trong dữ liệu, Diệp Oản Oản nhất thời vẫn còn có chút không phản ứng kịp, làm sao lại đột ngột như vậy. Nhiếp Vô Danh giải thích, trước tôi đã đáp ứng cô, trong vòng 3 tháng nhất định sẽ đem người tìm được.
Thật ra thì trước đó đã có tin tức, chỉ là bởi vì đã từng thất bại qua rất nhiều lần, cho nên chưa tới cuối cùng xác định được, vẫn chưa dám kết luận. Lần này mãi đến khi xác nhận không nhận lầm, mới dám phái người tới đón Đường Đường. Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản trầm mặc trong chốc lát, thật lâu cũng không hề mở miệng. Mấy ngày nay nàng cùng Đường Đường sống chung từng ly từng tí, từng hình ảnh bỗng hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên, không có chút chuẩn bị nào, Đường Đường sắp phải rời đi. Giống như ban đầu nhóc đột nhiên xuất hiện. Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh lên tiếng, hữu danh muội. Diệp Oản Oản nâng con ngươi, nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, anh yên tâm đối với tôi như vậy sao? Nhiếp Vô Danh ngơ ngác, hả? Diệp Oản Oản ánh mắt hơi lạnh đi, nếu như tôi giữ người lại không trả cho anh thì sao? Không đợi Nhiếp Vô Danh nói chuyện, thần hư đạo nhân kích động mở miệng nói, hữu danh lão bản, tinh thần vì dân trừ hại của cô thật sự là quá cảm động lòng người, quá dũng cảm rồi. Nhất chi hoa, vậy cô từ nay chính là ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản xoa xoa huyệt thái dương, không nói gì lườm bọn họ một cái, mở miệng hỏi, các anh có phải là ở gần Bắc Âu không? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, coi là vậy đi. Cái gì gọi là, coi như là. Diệp Oản Oản, vậy sau này tôi, có tiện đi thăm Đường Đường không? Nhiếp Vô Danh nghe nói như vậy, thần sắc tựa hồ có chút khó xử, mấy người còn lại ở sau lưng nhìn lẫn nhau một cái, biểu tình cũng có chút gì sai sai. Sau đó, Nhiếp Vô Danh mở miệng nói, dưới tình huống bình thường mà xem, dĩ nhiên chắc là có thể được. Nhưng mà, nhà tôi có chút đặc thù, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Cho nên, Diệp Oản Oản nghe vậy sửng sốt một chút, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Có ý gì? Nhất Chi Hoa nũng nịu mở miệng giải thích, đơn giản mà nói chính là. Nhà chúng tôi tương đối bài xích người ngoại lai, cấm chỉ người ngoài ra vào. Người bình thường tùy tiện xông vào sẽ nguy hiểm đến tánh mạng đó nha. Nghe được thuyết pháp này, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, theo bản năng mà lẩm bẩm, chẳng lẽ các anh là người của Độc Lập Châu? Nhất Chi Hoa nhíu mày, ồ, hữu danh lão bản, cô biết Độc Lập Châu? Nhiếp Vô Danh cũng có chút kinh ngạc, là Đường Đường nói cho cô biết sao? Nghe được Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Không nghĩ tới thật sự lại là Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh bọn họ, thật sự là người của Độc Lập Châu. Thật ra thì, xem thân thủ đáng sợ của bọn họ, có thể đoán ra được phần nào. Trước đó Mục Tiên Sinh cũng đã nói, Độc Lập Châu không phải là địa phương có thể tùy tiện ra vào. Chương 1210, anh đẹp trai, anh đi trước đi. Nguyên bản Bắc Âu cũng đã rất xa xôi, huống chi là nơi đó còn vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường, căn bản là một nơi không có cách nào tưởng tượng ra được làm sao để tiến vào. Diệp Oản Oản đang vì tin tức này mà thất thần, lúc này, thần hư đạo nhân đi ra nhận điện thoại. Một lát sau hắn bước chân vội vã chạy về, đội trưởng, lão phu nhân bên kia đang thúc giục rồi, Lăng Phong cùng Lăng Vân đã đợi ở bên ngoài, máy bay rất nhanh sẽ đến. Nhất Chi Hoa duỗi người ra. Cái nhiệm vụ bi thảm này có thể cuối cùng cũng được hoàn thành rồi. Cả ngày dầm mưa dãi nắng, các cậu nhìn nhan sắc tôi tàn phai là biết. Thần hư đạo nhân ghét bỏ mà lườm một cái, đừng quan tâm tới cái mặt đần của cậu nữa, mau nhanh giải thích tình huống đối với tiểu ma đầu, sau đó đem người đưa đi đi. Nhất Chi Hoa nhất thời sửng sốt, giải thích tình huống. Ai sẽ giải thích? Thần hư đạo nhân lập tức nói, tôi nào biết, ngược lại không phải là tôi. Nhất Chi Hoa, chuyện nói rõ trước rồi đấy. Tôi cũng không đi đâu. Ngoại quốc rời gạch, tiếng Trung của tôi không tốt. Băng Sơn Nam. Đùa à, chạy đi giải thích cùng tiểu ma đầu là bọn họ cùng nhau lừa hắn sao? Vì vậy, bốn người cùng nhau nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Thần hư đạo nhân cười hì hì mở miệng nói, tôi cảm thấy, ai lừa gạt người đó giải thích, như vậy là thích hợp nhất. Nhất Chi Hoa liên tục phụ họa, đội trưởng, anh đẹp trai, anh đi trước đi. Nhiếp Vô Danh sờ cầm một cái, chi bằng, chúng ta đánh một trận, người nào thua người đó đi. Bốn người còn lại, đệt, cái này quá vô sỉ rồi. Không bằng nói thẳng, hắn tuyệt đối sẽ không đi cho nó vuông. Thời điểm nhóm năm người còn đang tranh cãi không ngừng nghỉ, nơi cửa, một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào. Tư Dạ Hàn mặc quần áo bình thường màu xám, quanh thân là một cỗ khí độ thanh lãnh cao quý. Đường Đường thì đang mặc một bộ đồ trẻ em có hình hoạt họa do Diệp Oản Oản mua cho, trong tay còn cầm một cái xô nhỏ màu đỏ,
trong xô là mấy con tôm tép bé xíu đang sung sướng bơi lội tung tăng. Mẹ! Đường Đường vui sướng xách theo xô nước nhỏ chạy vào, kết quả, mới vừa vào cửa liền thấy 5 người Nhiếp Vô Danh đang chờ. Vì vậy, biểu cảm vui sướng mềm mại đáng yêu trên mặt đã nhất thời biến mất rồi. Nhất Chi Hoa, xong. Xong đời. Thần Hư Đạo Nhân, quả thật là xong đời. Đội trưởng quả thật là muốn chết, lại dám lừa gạt tiểu ma đầu. Hy vọng tin tức tìm thấy mẹ ruột của tiểu ma đầu có thể làm lắng xuống lửa giận của hắn. Nếu không mấy người chúng ta cũng sắp xong đời rồi. Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm nam nhân bên người Đường Đường, xong đời. Tôi có thể phải leo tường. Thần Hư Đạo Nhân, là cái quỷ gì? Thần Hư Đạo Nhân thuận theo tầm mắt của Nhất Chi Hoa nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được nam nhân bên cạnh tiểu ma đầu, vì vậy nhất thời khóe miệng co giật, cái bản tính mê trai này của cậu đúng là không dạy bảo được mà. Làm sao nhìn thấy trai đẹp một chút liền ngây như phỗng vậy hả? Cậu không cảm thấy phụ lòng đội trưởng sao? Nhất Chi Hoa, đẹp trai một chút. Anh nói cho tôi biết cái này gọi là đẹp trai một chút. Thần Hư Đạo Nhân, hít, rồi rồi, tôi thế nào lại cảm giác biểu cảm, thần thái của tiểu ma đầu. Lại giống nam nhân này đến vậy, Hữu Danh lão bản cũng quá đáng tin rồi đi, tìm một người đóng giả làm cha lại giống như ruột thịt đến vậy. Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường, cưỡng ép đè nén tâm thần cuồn cuộn như sóng biển trào dâng trong lòng mình, mỉm cười đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, Đường Đường trở về rồi à. Mau tới đây, cậu của con tới rồi. Tại sao không chào cậu? Đường Đường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng, cậu. Nhiếp Vô Danh đang uống trà để hóa giải sự bồn chồn của mình, nghe được một tiếng, cậu, này, trực tiếp phun thẳng ngụm trà ra ngoài, thiếu chút nữa bị sặc chết. Chương 1211, trở lại nơi con thuộc về. Tiếp đó, Thần Hư Đạo Nhân liền thừa dịp trong nháy mắt khi Nhiếp Vô Danh ho khan, cướp lời trước một bước, lớn tiếng mở miệng nói, tiểu thiếu gia. Đội trưởng có lời muốn nói với cậu. Tên chết bầm, cậu nói xem có đúng hay không. Vào lúc này ánh mắt Nhất Chi Hoa vẫn như cũ dính ở trên người của Tư Dạ Hàn, nghe vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu, đúng đúng đúng. Nhiếp Vô Danh một lần nữa bị bán đứng thiếu chút nữa hộc máu, mấy cái thằng nhóc con này. Diệp Oản Oản đi tới bên người Tư Dạ Hàn, giới thiệu với anh một chút, A Cửu, vị này là cậu của Đường Đường, mấy vị bên kia là bằng hữu của anh ấy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn hơi nhìn lướt qua 5 người, còn người thâm thúy u ám như hắc động sâu không thấy đáy, nhìn không ra được đang có tâm tình gì, hướng về phía mấy người kia hơi gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Nhất Chi Hoa đôi chân bủn rủn, mềm nhũn đi mà ôm lấy Thần Hư Đạo Nhân, nam nhân này. Quả thực là cực phẩm nha. Thần Hư Đạo Nhân run run một cái, vội vàng túm lấy hắn ném ra, tên chết bầm, giờ đã là lúc nào rồi, đừng có nháo nữa. Diệp Oản Oản sợ rằng mình chỉ cần hơi do dự một chút, liền sẽ không nhịn được làm ra chuyện gì đó phạm pháp, như bắt cóc trẻ em chẳng hạn. Vì vậy sờ sờ đầu nhỏ của Đường Đường, ôn nhu mở miệng, Đường Đường, cậu con có chuyện muốn nói với con, cùng cậu con lên phòng trên lầu trò chuyện một chút có được không? Đối với Diệp Oản Oản mà nói, cậu bé lần đầu tiên lộ ra thần sắc không quá nguyện ý. Diệp Oản Oản sờ sờ trên đầu cậu nhóc, Đường Đường ngoan nào, đi thôi. Đường Đường hướng về Diệp Oản Oản đưa cánh tay ngắn ngủn ra, mẹ ôm. Diệp Oản Oản bật cười ôm lấy cậu bé, làm sao lại đột nhiên thích làm nũng như vậy. Đường Đường đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn chặt trong cổ mẹ, mẹ, Đường Đường câu cá, muốn làm cho mẹ ăn. Ánh mắt Diệp Oản Oản nhìn sang, thấy trên trán cậu nhóc là một tầng mồ hôi mịt, rõ ràng cho thấy là vừa mới vội vàng chạy trở về, muốn trước tiên phải đem cá đưa cho nàng. Đúng lúc này. Điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh lại bắt đầu gấp rút vang lên, chuông báo điện thoại đang không ngừng khuấy động bầu không khí yên tĩnh. Diệp Oản Oản hơi dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường, sự tình cậu con muốn nói rất trọng yếu, trước hết nghe cậu con nói chuyện, có được không? Nhiếp Vô Danh, thật ra thì không trọng yếu. Không trọng yếu. Đường Đường, được rồi. Nhiếp Vô Danh. Cuối cùng, Nhiếp Vô Danh cùng Đường Đường hai người một lớn một nhỏ vẫn lên lầu. Bốn người còn lại chợt thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều trốn xa chừng nào tốt chừng đó, chạy ra bên ngoài chờ đợi. Bóng người của Đường Đường vừa biến mất tại cửa căn phòng trên lầu, vẻ ôn nhu mỉm cười trên mặt Diệp Oản Oản nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, là Tư Dạ Hàn ôm nàng vào trong ngực. Trong nháy mắt khi khí tức quen thuộc đem chính mình bao lấy, tâm tình của Diệp Oản Oản nhất thời có chút không nhịn được, mẹ ruột của Đường Đường đã tìm được. Bọn họ muốn đón Đường Đường đi rồi. Tư Dạ Hàn dường như cũng đoán được,
Trấn An mà ôm lấy nàng, vỗ sau lưng của cô nàng một cái. Diệp Oản Oản, A Cửu, em rõ ràng không thích trẻ con. Trẻ con thật phiền toái. Tại sao Đường Đường muốn đi, em lại không nỡ bỏ như vậy? Em không muốn để cho Đường Đường đi. Tư Dạ Hàn, con nó sớm muộn cũng phải trở lại nơi con thuộc về. Trên lầu, trong phòng ngủ, Đường Đường không nói một lời ngồi ở trên ghế salon, quần áo hoạt hình mềm mại đáng yêu trên người cậu bé đã không che giấu được áp suất thấp toát ra. Nhiếp Vô Danh hiểu rất rõ tiểu ma đầu, nhìn thấy biểu cảm này liền biết tình huống không ổn, quả thật là hận không thể trực tiếp leo qua cửa sổ nhảy xuống. Chỉ cần tiểu ma đầu tùy tiện nói vài lời ở trước mặt cha mẹ hắn, hắn cũng đừng mong có cuộc sống tốt đẹp. Ai bảo ban đầu là chính bản thân hắn nghĩ ra cái chủ ý như vậy, hiện tại dù muốn khóc cũng phải tự mình giải thích. Chương 1212, ta có yêu cầu. Bảo bối à, Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí cười cười tiến lên trước. Chân mày đẹp mắt của cậu bé nhất thời nhíu lại. Nhiếp Vô Danh đã quá quen thuộc, đón lấy ánh mắt cảnh cáo của tiểu gia hỏa, lập tức thức thời mà đổi lời nói, ho khan khục. Đường Đường, cậu có một tin tốt, còn có một tin xấu. Con muốn nghe cái nào trước? Cậu bé nhìn hắn một cái, cậu chỉ có 5 phút. Nhưng mà, kiểu mở lời vòng vo kia cũng thất bại. Nhiếp Vô Danh không thể làm gì khác ngoài tự mình mở miệng, cậu đây nói tin xấu trước vậy. Chia tay sớm, bớt đau khổ cho rồi. Nhiếp Vô Danh quằn quại nửa ngày, rốt cuộc nơm nớp lo sợ mở miệng, chuyện là, thật ra thì là chúng ta không cẩn thận nghĩ sai rồi. Hiện tại người đang cùng con ở chung một chỗ, cũng không phải là mẹ của con. Ngay khi Nhiếp Vô Danh nói câu, không phải là mẹ của con, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé cơ hồ bỗng lạnh đi. Đôi mắt đen nhánh của Đường Đường không hề chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hắn, cậu mới vừa nói, là cậu nghĩ sai rồi. Tiểu ma đầu cố ý nhấn mạnh ba chữ, nghĩ sai rồi, hơn nữa ánh mắt quả thật cứ như tia ích quang, quá có lực xuyên thấu rồi. Nhiếp Vô Danh thật sự là đỡ không được, chỉ có thể nói thật, được rồi, được rồi. Không phải là ta nghĩ sai rồi. Là ta cố ý lừa gạt con, bất quá ta thật sự là không có cách nào, ta cũng là lo lắng con chạy loạn khắp nơi sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể tìm một người giả trang mẹ của con. Nhờ cậy nàng trước khi tìm được cha mẹ ruột của con, tạm thời chiếu cố cho con một chút. Trước khi tiểu ma đầu tức giận, Nhiếp Vô Danh vội vàng đưa ra thượng phương bảo kiếm, bất quá con yên tâm, mẹ ruột con đã tìm được, lần này tuyệt đối là thực sự. Một giờ trước kết quả kiểm tra DNA đã có rồi, cho nên ta lập tức mới tới đón con. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường từ đầu tới cuối đều không có biểu tình gì, mãi đến khi nghe được câu mẹ ruột tìm được kia, ánh mắt mới hơi hơi thay đổi một chút, bất quá rất nhanh lông mi thật dài liền lần nữa rũ xuống. Đây nếu không phải trầm mặc trước khi bùng nổ, vậy chính là trầm mặc trước khi diệt vong nha. Nhiếp Vô Danh đang lo lắng, cậu bé vẫn một mực trầm mặc bỗng đột nhiên mở miệng, mẹ con nói cái gì? Nhiếp Vô Danh vội vàng trả lời, mẹ con, ta cũng không biết nàng nói cái gì. Vẫn chưa gặp được nàng đâu, vẫn phải đợi khi trở về. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường hơi hiện lên vẻ tức giận, trở giọng ta nói là mẹ ta. Ta nói là mẹ ta, Nhiếp Vô Danh đang lẩm bẩm theo, chợt đột nhiên phản ứng lại, thử thăm dò mở miệng, hít, con nói là. Diệp Oản Oản sao, ta đã nói qua với nàng chuyện mẹ ruột con đã tìm được rồi, sau đó nàng không nói gì cả. Đồng ý để cho ta qua đây giải thích với con một chút. Chuyện này... Đường Đường à, trong chuyện này, đúng là ta lừa con, nhưng ta thật sự không phải là cố ý. Lại nói, con xem, hiện tại mẹ ruột con không phải là đã tìm được rồi sao, ta cũng coi như là lấy công chuộc tội, có đúng hay không? Có thể tha thứ cho ta lần này hay không? Đường Đường mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ông cậu chuyên hố hàng này của mình, cậu cho rằng kỹ thuật lừa gạt của cậu rất tốt. Nhiếp Vô Danh ngẩn người, hả, có ý gì? Đường Đường không hề trả lời. Chẳng qua chỉ nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó, bảo ta trở về cũng được, nhưng ta có yêu cầu. Từ ban đầu nhóc đã không hề tin tưởng người cậu không đáng tin cậy này của mình, chẳng qua là bỏ qua hết tất cả hoài nghi mà thôi. Nhóc yêu mẹ. Việc mẹ là ai không có quan hệ. Nhiếp Vô Danh nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy là tiểu ma đầu tha cho hắn một lần rồi hả? Nhiếp Vô Danh lập tức nói, dĩ nhiên có thể, bất kể là yêu cầu gì đều có thể. Cho nên... Yêu cầu của con là, Đường Đường, ta muốn mẹ và ta cùng nhau trở về. Nhiếp Vô Danh. Chương 1213, ta lập tức đi tìm mẹ con. Nghe được lời của tiểu ma đầu, Nhiếp Vô Danh nhất thời trợn tròn mắt.
hắn muốn Diệp Oản Oản đi chung với hắn. Nếu là những yêu cầu khác đều dễ nói, nhưng mà, yêu cầu của hắn lại là để Diệp Oản Oản và hắn cùng nhau trở về, đây cũng không phải là chuyện anh có thể quyết định được. Nhiếp Vô Danh nghe vậy thần sắc khó xử, tiểu tổ tông của ta, mới vừa rồi ta không phải là giải thích qua với con rồi sao? Người này hiện tại không phải là mẹ con, là ta tìm đến để đóng giả mẹ con, là ta lừa gạt con. Con bảo muốn cho nàng và con cùng nhau trở về để làm gì? Cậu bé nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã lạnh như băng không còn chút nhiệt độ nào, cậu có 10 phút để hoàn thành yêu cầu của ta. Nhiếp Vô Danh, đây không phải là vấn đề thời gian. Đường đường, 5 phút. Nhiếp Vô Danh, rồi, ta lập tức đi tìm mẹ của con. Nhiếp Vô Danh lập tức tông cửa xông ra. Cùng lúc đó, phòng khách dưới lầu. Diệp Oản Oản được Tư Dạ Hàn an ủi, tâm tình đã hơi hòa hoãn lại một chút. Tư Dạ Hàn, anh còn nhớ tới Độc Lập Châu trước đó em nói với anh không? Nơi đáy mắt của Tư Dạ Hàn như có ánh sáng nhạt thoáng qua, sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng nói, đường đường chính là từ Độc Lập Châu tới. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên trán Tư Dạ Hàn giống như trong nháy mắt kết một tầng băng xương, bất quá ngay khi Diệp Oản Oản nhìn sang, lại hóa thành xương mờ, thoáng qua rồi biến mất, thần sắc như thường mở miệng nói, thật sao? Ừ, là cậu của đường đường chính miệng nói, vốn là em còn muốn sau khi đường đường quay trở về, còn có thể đi thăm con nữa đấy. Không nghĩ tới đường đường lại sẽ là người của Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản nói tới đây, sắc mặt trầm xuống. Cũng không biết như thế nào mới có thể làm giấy thông hành đến Độc Lập Châu, em có thể tìm cậu của đường đường nhờ giúp một chuyện, ngụy tạo một giấy thông hành giả hay không? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Tư Dạ Hàn, không được. Sự hỗn loạn và bài xích ngoại vật của Độc Lập Châu không phải là thứ mà em có thể tưởng tượng được. Cho dù là em có giấy thông hành, tự tiện tiến vào cũng là tự tìm đường chết. Căn cứ vào luật pháp của Độc Lập Châu, tất cả cư dân nghiêm cấm tự tiện mang người ngoài ra vào, nếu không sẽ bị xử trọng tội. Không ai dám vi phạm pháp luật. Diệp Oản Oản nghe vậy tâm tình càng ngày càng nặng nề, cuối cùng đột nhiên như có gì đó trong đầu vang lên, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tư Dạ Hàn, A Cửu, tại sao anh lại biết rõ như vậy? Khi trước em hỏi anh, không phải anh đã nói, anh không biết chỗ này hay sao? Tư Dạ Hàn, đã từng hỏi qua Mục Tùy Phong. Diệp Oản Oản, như vậy à? Đây chẳng phải là nói, đường đường lần này vừa đi, em liền sẽ không còn được gặp con nữa. Diệp Oản Oản đang nói chuyện, ngay vào lúc này, Nhiếp Vô Danh ngay cả cầu thang cũng không kịp đi xuống, sau khi lao ra cửa, trực tiếp nắm lấy lan can, nhảy xuống từ lầu 2, trực tiếp đáp xuống trước mặt của Diệp Oản Oản. Hữu Danh muội muội, cứu mạng. Diệp Oản Oản nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống, khóe miệng co quắp lại một cái, anh làm sao vậy? Không phải là đang đi giải thích với đường đường sao? Đường đường nói thế nào? Nhiếp Vô Danh mặt vàng như nghệ. Đường đường nói trừ phi đáp ứng nó một yêu cầu, nó mới đồng ý bỏ qua cho tôi, cùng tôi trở về. Diệp Oản Oản hỏi, yêu cầu gì? Nhiếp Vô Danh, nó muốn cô. Diệp Oản Oản chỉ mình, hả, muốn tôi. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đúng, nó muốn cô và nó cùng nhau trở về. Trong nháy mắt khi câu này của Nhiếp Vô Danh phát ra, Nhiếp Vô Danh cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ khí lạnh còn run người hơn gấp trăm lần so với ban nãy khi đối mặt với tiểu ma đầu đang ùn ùn kéo đến. Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy. Nàng đang ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, cảm thụ được lại càng thêm rõ ràng. Chương 1214, không cần đường đường rồi sao? Biểu tình thời khắc này của Tư Dạ Hàn, quả thật y hệt như lúc biết nàng muốn cùng Cố Việt Trạch bỏ trốn vậy. Diệp Oản Oản nhất thời trợn mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Nghĩa, không nắm bắt xem tình huống một chút, lặng lẽ nói riêng với nàng được sao? Thật sự đúng là muốn hại chết nàng mà. Diệp Oản Oản liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tư Dạ Hàn bên cạnh, lại nghĩ đến đường đường, quả thật là tiến thoái lưỡng nan cùng nhau trở về. Chuyện này, Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đau khổ nói, Hữu Danh muội muội, tôi cũng biết yêu cầu này thực sự làm cho người ta cảm thấy khó xử. Nhưng mà tiểu ma đầu cứ khăng khăng phải thỏa mãn yêu cầu này, nếu không liền không đi. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, nàng quả thật cực kỳ không nỡ bỏ đường đường, nhưng mà, có thể thường xuyên đi thăm đường đường một chút, nàng cũng đã thỏa mãn. Hiện tại bảo nàng và đường đường cùng nhau trở về. Nhưng mà hiện tại coi như có cùng nhau đi qua đó, hiện tại mẹ của đường đường đã tìm được, nàng lại lấy thân phận gì để đi với đường đường cùng nhau trở về. Dĩ nhiên, trọng điểm là... Tư Dạ Hàn làm sao có thể đồng ý?
Diệp Oản Oản chật vật mở miệng nói, xin lỗi, chuyện này sợ rằng không ổn. Không đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng nói chuyện, nơi đỉnh cầu thang lầu 2 đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Diệp Oản Oản theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy cậu bé đứng ở sau lưng nàng, giống như một chú thú cưng bị người ta ném cái oạch xuống đất, ngay cả lông nhung trên người đều đã mất đi sinh cơ, mẹ, mẹ không cần đường đường rồi sao? Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt liền mềm lòng, cái gì cũng đều quên mất, coi như để cho nàng phụng bồi Đường Đường bảo bối đi đến chân trời góc biển đều được. Nhất là khi nàng nghe được một tiếng, mẹ kia. Diệp Oản Oản đi tới, một tay đem cậu bé ôm vào trong ngực, ôm lấy thân thể mềm mại núc ních của cậu nhóc, tâm tình bị dồn nén nãy giờ bỗng ùa ra, không có. Mẹ làm sao lại sẽ không cần Đường Đường, mẹ cũng không nỡ bỏ Đường Đường. Cậu bé ôm lấy nàng thật chặt, sợ bị vứt bỏ, Đường Đường không muốn rời xa mẹ. Trái tim Diệp Oản Oản bỗng co thắt lại đau đớn, Đường Đường, thật xin lỗi, mẹ lừa con, nhưng mà, mặc dù con cũng không phải là bảo bảo của mẹ, nhưng mẹ thật sự vô cùng yêu con. Đường Đường là bảo bối đáng yêu nhất trên đời, người người đều yêu thích. Mẹ cũng cực kỳ không nỡ bỏ Đường Đường, nhưng mà, mẹ của con, ông ngoại, bà ngoại của con, tất cả bọn họ khẳng định cũng đều vô cùng nhớ con. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, rốt cục vẫn phải mở miệng nói ra câu nói kia, bảo bối, con nên về nhà. Cậu bé ôm thật chặt cổ của Diệp Oản Oản, không nói tiếng nào, hoàn toàn không nguyện ý buông tay. Lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, Đường Đường, là điện thoại của bà ngoại con. Cậu bé như cũ không nhúc nhích. Nhiếp Vô Danh thần sắc khó xử hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản khẽ vỗ lưng của tiểu gia hỏa một cái, bảo bối, nghe điện thoại đi. Đường Đường lúc này mới buông lỏng Diệp Oản Oản, từ trong tay của Nhiếp Vô Danh nghe điện thoại. Bà ngoại, nghe được âm thanh của Đường Đường, phu nhân ở đầu kia điện thoại di động lập tức kích động đến mức thanh âm khẽ run, alo, bảo bối. Bà ngoại rất nhớ con. Cậu bé mềm giọng mở miệng, Đường Đường cũng nhớ bà ngoại. Nghe được cháu ngoại nói. Đầu kia điện thoại di động dường như truyền tới tiếng khóc của phu nhân, sau đó bên kia trầm mặc một hồi, đại khái là phu nhân đang tự mình tiết chế lại cảm xúc, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói, bảo bối, cậu con đã nói với con chưa? Mẹ con đã tìm được, Lăng Phong, Lăng Vân đang đi đón con, bà ngoại làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon, đang cùng ông ngoại, còn có mẹ cùng nhau chờ con trở lại. Cậu bé bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Alo, Đường Đường. Diệp Oản Oản mơ hồ nghe được đầu kia điện thoại di động có giọng nói của bà ngoại Đường Đường, đưa tay ra vuốt ve mái tóc của tiểu gia hỏa, nói với bà ngoại đi, con rất nhanh liền sẽ về nhà. Chương 1215, gương mặt làm người ta mê luyến. Cặp mắt to đen nhánh của Đường Đường nhất thời mụ mị đi, bà ngoại, Đường Đường rất nhanh liền quay trở lại. Hích, được 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 được, bà ngoại ở nhà chờ con. Người một nhà rốt cuộc sắp đoàn tụ, Nhiếp phu nhân vui vẻ không thôi. Đường Đường à, con để cho. Nhiếp phu nhân tựa hồ có chút không biết nên xưng hô như thế nào với Diệp Oản Oản, vì vậy mở miệng nói, con để cho cậu con nhận điện thoại một chút đi. Đường Đường đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp Vô Danh, bà ngoại tìm cậu. Mẹ ruột rốt cuộc nhớ tới hắn, Nhiếp Vô Danh hào hứng nhận điện thoại, alo, mẹ. Kết quả, mới vừa nói được hai chữ, đầu kia điện thoại di động liền truyền tới âm thanh của Nhiếp phu nhân, để cho Diệp tiểu thư nghe điện thoại. Nhiếp Vô Danh, một, trạm trung chuyển, nào đó bi phẫn đưa điện thoại cho Diệp Oản Oản, mẹ tôi muốn nói chuyện với cô. Diệp Oản Oản hơi gật đầu một cái, nhận lấy điện thoại di động, alo, xin chào. Đầu kia điện thoại di động truyền tới một giọng nữ ôn hòa yêu nhã, xin chào, Diệp tiểu thư, tôi là bà ngoại của Đường Đường. Xin lỗi, vẫn chưa có cơ hội tự mình cảm ơn cô. Khoảng thời gian này Đường Đường thật sự là quá làm phiền cô rồi. Diệp Oản Oản, ngược lại không hề phiền toái gì cả, Đường Đường thực sự rất đáng yêu. Phu nhân mở miệng nói, vẫn phải cảm ơn cô đã chiếu cố cho Đường Đường. Diệp tiểu thư, cô có thể yêu cầu bất kỳ điều gì. Diệp Oản Oản, xin bà đừng khách khí, yêu cầu thì không cần. Diệp tiểu thư, cô có thể suy nghĩ thật kỹ một chút rồi hẵng trả lời tôi. Đây cũng là ý của con gái tôi, cũng là tâm ý của cả gia đình chúng tôi đối với cô. Nhiếp gia chúng tôi cũng không thích thiếu nợ nhân tình của người khác. Chỉ cần cô mở miệng, vô luận yêu cầu gì đều có thể. Diệp Oản Oản trước đã từng nghe Mục Tùy Phong nhắc tới, Độc Lập Châu có rất nhiều gia tộc lánh đời có bối cảnh thần bí đáng sợ.
Nhiếp gia đại khái cũng có chút ít quyền thế, giọng nói của Nhiếp phu nhân cũng không khỏi mang theo một phần khí thế cao cao tại thượng của kẻ bề trên. Đối với thái độ có chút cao ngạo của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản ngược cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói, phu nhân, thật sự không cần, trước đây con trai bà đã từng giúp qua tôi một lần, tôi coi như là trả lại cho anh ấy một món nợ ân tình. Cho nên, cũng không tính là thiếu nợ nhau cái gì. Thấy Diệp Oản Oản giữ vững thái độ, Nhiếp phu nhân cuối cùng cũng không miễn cưỡng. Diệp Oản Oản cúp điện thoại, ngoài cửa sổ một trận cuồng phong nổi lên, sau đó liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hướng về bãi đất trống phía sau Hồng Hoa tiểu lâu đáp xuống. Xem ra là người tới đón Đường Đường. Diệp Oản Oản ổn định lại tâm tình, vội vàng muốn đi giúp Đường Đường thu thập hành lý, còn có những đồ vật mới vừa mua hôm nay, cũng để cho Đường Đường mang theo. Nhưng mà, nghĩ lại, sau khi Đường Đường trở về, cái gì cũng có, nào thiếu những thứ này, cho nên lại bỏ đi ý nghĩ này. Nàng thật giống như không có cái gì phải chuẩn bị, cũng không có cái gì có thể để cho nhóc mang đi. Diệp Oản Oản trầm mặc chốc lát, ngồi xổm trước mặt của tiểu gia hỏa, hôn trên gò má của tiểu gia hỏa một cái, bảo bối, hẹn gặp lại. Giờ phút này, đáy mắt của cậu bé yếu ớt khiến cho người ta không dám nhìn, mẹ không thể đi cùng con sao. Diệp Oản Oản khẽ thở dài một tiếng, nàng dĩ nhiên muốn cùng Đường Đường luôn ở bên nhau, thậm chí đã vô số lần muốn đem nhóc bắt cóc đi. Tại sao Đường Đường không phải là do nàng sinh chứ? Mẹ, tại sao? Ánh mắt của tiểu gia hỏa đột nhiên bắn về phía Tư Dạ Hàn bên cạnh Diệp Oản Oản, là bởi vì người đàn ông này sao? Diệp Oản Oản, ạc. Vẻ mặt cậu bé vô cùng nghiêm túc, mẹ, con cũng có thể nuôi mẹ. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, Nhiếp Vô Danh, bọn bốn người Nhất Chi Hoa đang trốn ở sau cánh cửa. Thần hư đạo nhân, yo, tình huống gì đây trời? Nhất Chi Hoa, cái kỹ năng tán gái này của tiểu ma đầu, quá lợi hại rồi. Nhất Chi Hoa nói xong, chậc chậc nhìn chằm chằm mặt của Tư Dạ Hàn, chỉ tiếc là, gương mặt bên này, thực sự làm cho người ta mê luyến. Chương 1216, muốn cùng với cha mẹ ở chung một chỗ. Tư Dạ Hàn, yên tâm, ta sẽ chiếu cố nàng. Lời này của Tư Dạ Hàn, không khác nào dao đâm vào tim. Quả nhiên, cậu bé đều đã tức muốn khóc. Diệp Oản Oản nhéo Tư Dạ Hàn một cái, nhanh chóng đi sang dỗ Đường Đường, bảo bối ngoan nào, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ sống thật tốt. Con cũng phải đáp ứng với mẹ, nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, luôn nghe lời của ông bà ngoại, không được tiếp tục làm chuyện nguy hiểm, không thể lại để cho người khác lo lắng, có được không? Thấy cậu bé vẫn trầm mặc không nói lời nào, Diệp Oản Oản lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bầu bầu của bé, Đường Đường vĩnh viễn là bảo bối mẹ yêu thích nhất. Nghe nói như vậy, sắc mặt của tiểu gia hỏa lúc này mới dịu đi một chút, tức giận nhìn về phía Tư Dạ Hàn, sau đó dính ở trong ngực Diệp Oản Oản, buồn buồn gật gật đầu. Ở bên ngoài bãi đất trống của khu biệt thự, Lăng Phong và Lăng Vân toàn thân đều là màu đen, thần thái cung kính đi tới trước mặt Đường Đường. Tiểu thiếu gia, đã đến lúc nên lên đường. Diệp Oản Oản ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm cậu bé một cái, ngay sau đó buông nhóc ra, xoa xoa đầu của bé, đi thôi. Đại khái là sợ mẹ khó xử và thương tâm, Đường Đường nhu thuận gật đầu, trên mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt trấn định. Cậu bé thần sắc trịnh trọng, mở miệng, mẹ, gặp lại sau. Sau khi tạm biệt cùng Diệp Oản Oản, cậu bé lại hơi có chút do dự hướng về nam nhân bên người Diệp Oản Oản nhìn lại. Lúc này, Tư Dạ Hàn vẫn không hề mở miệng, lại chủ động hơi hơi cúi người xuống, giang tay ra hướng về phía cậu bé. Cậu bé thần sắc kinh ngạc, nhìn nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt mình, cuối cùng, từng bước chậm rãi đi tới trước mặt anh. Tư Dạ Hàn đưa tay ra, ôm Đường Đường một cái, đôi bàn tay rộng lớn mà ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu của tiểu gia hỏa. Thân thể của tiểu gia hỏa khẽ run, bên trong con ngươi đen nhánh sáng ngời trong nháy mắt rưng rưng, một giọt nước mắt thật dài khẽ lăn xuống. Đường Đường muốn cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Muốn cùng mẹ, muốn cùng ba ba ở chung một chỗ. Một bên, Diệp Oản Oản nghe thấy lời này của Đường Đường, hít sâu một hơi, cố đè nén tất cả tâm tình của mình xuống, bảo bối không được khóc, mẹ đáp ứng với con, sau này nhất định sẽ đi gặp con, có được không? Mặc dù hiện tại nàng không có khả năng đi độc lập châu, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không. Mục tiên sinh đã từng đề cập tới. Luật pháp độc lập châu mặc dù nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nhưng mà, độc lập châu còn có một cái thiết quân luật, hoan nghênh cường giả võ đạo. Cậu bé gật đầu một cái, đi ra từ trong ngực của Tư Dạ Hàn,
rốt cục vẫn phải theo hai người vệ sĩ, từng bước đi lên máy bay, thân ảnh biến mất ở bên trong cánh cửa phi cơ. Đám người Nhiếp Vô Danh ở phía dưới thấy tiểu ma đầu lên máy bay, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, cái mạng nhỏ này coi như là giữ được rồi. Lăng Phong và Lăng Vân hướng về phía Nhiếp Vô Danh bái một cái từ xa, sau đó hai người cũng đồng loạt đi theo lên máy bay. Một giây kế tiếp, máy bay chậm rãi khởi động, càng ngày càng cao, biến thành một cái bóng nho nhỏ, rốt cuộc chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt. Diệp Oản Oản bàng hoàng nhìn lên bầu trời đã không còn thấy bóng người, thật lâu không nói gì. Nhiếp Vô Danh thở phào nhẹ nhõm, hữu danh muội muội, lần này thật sự là vô cùng cảm ơn. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, hướng về Nhiếp Vô Danh nhìn lại, các người không đi sao? Nhiếp Vô Danh trả lời. Bên này còn có một chút sự tình phải xử lý, mấy ngày nữa liền rời đi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, như vậy. Vậy, chúng tôi đi trước đã. Nhiếp Vô Danh chắp tay tạm biệt. Thần hư đạo nhân, hích, lúc này đi rồi, nhưng cơm còn chưa được ăn cơm mà. Nhất Chi Hoa, chỉ biết có ăn với ăn thôi. Mạng nhỏ có thể giữ được cũng đã là rất không tệ rồi. Chương 1217, mục tiêu to lớn. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, trong sân liền chỉ còn lại có Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn hai người. Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn là biểu cảm mỉm cười lúc tiễn Đường Đường rời đi. Một bên, Tư Dạ Hàn than nhẹ một tiếng, đem cô bé ôm vào trong ngực. Tâm tình bị đè nén của Diệp Oản Oản cơ hồ trong nháy mắt đổ ập xuống, âm thanh khàn khàn mà mở miệng, "A Cửu, em rất muốn có Đường Đường, không thể để cho Đường Đường làm bảo bảo của em sao?" Tư Dạ Hàn vuốt ve mái tóc của thiếu nữ, Đường Đường dù sao cũng không phải là con của chúng ta, cha mẹ chân chính của nhóc còn đang chờ nhóc. Em bất chấp, em chỉ cần Đường Đường thôi. Em là mẹ của Đường Đường. Em đã từng hứa với Đường Đường là sẽ luôn luôn cùng con ở chung một chỗ đấy. Nếu như em thích, chúng ta sau này cũng sẽ có hài tử. Em không muốn, em chỉ cần Đường Đường. Hu hu hu. Phòng ngủ. Hôm nay tâm tình của Diệp Oản Oản tổn thương quá lớn, đã kiệt sức nằm ngủ ở trên giường rồi. Tư Dạ Hàn giúp cô gái đắp lại chiếc chăn, cúi người hôn một cái ở nơi khóe mắt còn ươn ướt nước của nàng. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng nhiên chấn động. Trên màn ảnh điện thoại di động chính là một chuỗi dãy số kỳ quái. Trong nháy mắt khi nhìn thấy dãy số này, nét ôn nhu trên mặt anh liền bị mây đen dập trời thay thế, sóng yên bể lặng nơi đáy mắt bấy lâu nay bỗng chốc biến thành địa ngục tu la, tâm tình rơi thẳng vào vực sâu tối tăm không thấy đáy. Diệp Oản Oản ngủ một giấc lâu thật lâu. Lúc tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mới vừa mơ mơ màng màng quay đầu lại, liền đối mặt với ánh mắt Tư Dạ Hàn đang nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt của anh bình tĩnh, an bình mà lại thỏa mãn, dường như còn vương theo mấy phần hoài niệm. Nhưng ở nơi sâu thẳm đen tối nhất trong đáy mắt, lại như đang khắc chế tâm tình đè nén đến cực hạn nào đó, vô cùng thâm trầm mà đau đớn. Cái tâm tình kia tựa như lúc nào cũng có thể xé rách vẻ ngoài bình tĩnh trầm ổn của anh, bủa vây lấy anh. Diệp Oản Oản chợt đối diện với ánh mắt như vậy, trái tim không khỏi trùng xuống một nhịp, ngay sau đó lại bởi vì sự hoài niệm và thống khổ trong mắt anh, trong lòng cô không hiểu sao lại dâng lên một nỗi niềm chua xót. A Cửu, tỉnh rồi à, ánh mắt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, tất cả tâm tình giống như bị một trận gió thổi tan sương mù. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nàng mặc dù mới vừa tỉnh ngủ nên có chút mơ hồ, nhưng lại có thể khẳng định được rõ ràng. Những gì nàng vừa nhìn thấy không phải là ảo giác. Anh, một đêm không hề ngủ sao? Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Nàng không khỏi có cảm giác Tư Dạ Hàn, cứ như vậy ngắm nàng suốt cả đêm. Tư Dạ Hàn thần sắc tự nhiên, không có chút khác thường nào, mới vừa tỉnh, đang chuẩn bị đến công ty. Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đột nhiên lại ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn, chúng ta có khi nào đã từng gặp qua? Ý của em là... Chúng ta có phải là đã từng quen biết nhau từ trước đây thật lâu, nhưng không hiểu sao em lại quên mất khoảng thời gian đó. Biểu cảm không chút nào sơ hở của Tư Dạ Hàn bỗng dường như cứng lại một chút, bất quá chẳng qua chỉ thoáng qua rồi biến mất, không có. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, cũng đúng, anh đẹp như vậy. Không có đạo lý em đã gặp anh rồi lại còn có thể quên được. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, em cũng phải đến công ty. Tư Dạ Hàn, không nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, nàng sợ mình đột nhiên rảnh rỗi sẽ không nhịn được nhớ tới Đường Đường. Trong nhà đột nhiên ít đi một người,
thoáng cái bỗng trở nên trống vắng hơn. Diệp Oản Oản duỗi người, lên tinh thần, mở miệng cười nói, mặc dù đã giành được thắng lợi ở giai đoạn này, bất quá vẫn không thể mất cảnh giác. Vị trí hiện tại của em, khoảng cách đến khi có quyền có thế, một tay che trời vẫn còn kém rất xa đấy. Anh quên mục tiêu to lớn ban đầu của em rồi sao? Chương 1218, muốn làm gì thì làm. Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, thần sắc có chút ý vị sâu xa, mục tiêu to lớn. Em nói là, chờ em có quyền thế, một tay che trời, liền đem anh giam lại, đâu cũng không cho đi, ngay cả cha mẹ cũng không cho gặp, bất kể anh đi nơi nào đều phái người đi theo anh, dám thì anh, đem anh. Bao nuôi. Dừng lại, dừng lại. Diệp Oản Oản ngăn anh lại, cả kinh ho khan một trận, anh. Trí nhớ của anh tốt như vậy để làm gì? Nàng còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn đã quên rồi đấy. Nhớ đến lúc ấy nàng vẫn còn đang bị Tư Dạ Hàn cấm túc, liền giận dỗi Tư Dạ Hàn, hờn dỗi nói một câu, rằng hắn muốn kết hôn với ai là quyền tự do của hắn. Khi đó Tư Dạ Hàn cũng trả lời nàng một câu, anh cũng không cần tự do. Cho nên lúc đó Diệp Oản Oản đang bị Tư Dạ Hàn giam cầm tự do, đã nổi giận nói những lời vừa rồi. Còn nói muốn đem hắn khóa ở trên giường, hàng đêm đè hắn ra, muốn làm gì thì làm. Khi đó Tư Dạ Hàn trả lời nàng bốn chữ, anh rất chờ mong. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, hoặc có lẽ là, chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh anh, Tư Dạ Hàn đối với nàng sẽ luôn dung túng, không hề có điểm dừng. Anh khi dễ em, không thể để cho em có cảm giác bá đạo đối với anh được một lần hay sao? Diệp Oản Oản lầu bầu. Ban đầu nàng vốn dự định một ngày kia đạt được tự do, liền bao nuôi 180 tên trai tơ, mở ra 3.000 hậu cung. Hiện tại toàn bộ kế hoạch cũng vì anh mà sụp đổ. Dĩ nhiên, lời này nàng tuyệt đối không dám nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn cầm tay của cô gái, đặt ở trong lòng bàn tay của mình, yên tâm, vô luận dù em là một tay che trời, hay là không quyền không thế, anh vẫn sẽ không rời xa em. Diệp Oản Oản cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh, hơi nhíu mày, sáng sớm như vậy mà đã câu dẫn người ta rồi. Em cũng không phải là chính nhân quân tử, em đã nói với anh. Đang nói chuyện, Diệp Oản Oản cảm giác đầu giường có thứ gì đang chấn động. Đang muốn mò thử xem là cái gì, Tư Dạ Hàn đã vượt qua nàng cầm điện thoại di động lên, ánh mắt đảo qua một cái, điện thoại của công ty. Nói xong chỉnh lại cổ áo, anh đi đây. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, được rồi, công việc bên em cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, chờ có thời gian nghỉ ngơi, em liền đi qua giúp anh. Nếu như thân thể của anh có chỗ nào không ổn, nhất định phải nói cùng em. Tâm tình không tốt cũng phải gọi điện cho em. Diệp Oản Oản mặc dù có chút lo lắng về Tư Gia bên kia, bất quá nghĩ lại, kiếp trước Tư Gia hỗn loạn là bởi vì tình trạng cơ thể của Tư Dạ Hàn. Mà bây giờ, với thủ đoạn của Tư Dạ Hàn, những người ở tầng lớp dưới của Tư Gia nhất định cũng sẽ không muốn tự tìm chết. Về phần Tư Minh Lễ, bị buộc phải chạy trốn ra nước ngoài, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Gần đây ngay cả thái độ của chúng tộc lão Tư Gia đối với nàng cũng đều có sự thay đổi lớn, hết thảy những thứ kiếp trước nàng gặp phải tại Tư Gia, kiếp này cũng không gặp phải, đủ để chứng minh, vận mệnh đã theo một hướng hoàn toàn bất đồng mà tiến lên phía trước. Diệp Oản Oản nghĩ như thế, lúc này mới an tâm. Tư Dạ Hàn thắt lại cà vạt, khoảng thời gian này có thể sẽ tương đối bận rộn, anh sẽ không tới chỗ em được, có gì thì liên lạc qua điện thoại. Diệp Oản Oản gật đầu, được rồi. Vì đường đường, nàng đã làm phiền anh quá nhiều, anh vẫn luôn ở chỗ nàng, đi lại cũng không mấy tiện đường. Diệp Oản Oản tiến Tư Dạ Hàn đến cửa, em hai ngày tới sẽ phải đi công tác, phỏng chừng không thể đến tìm anh không nên thức khuya nha. Còn nữa, phải nhớ ăn cơm đúng giờ. Tốt rồi, không làm trễ thời gian của anh nữa, vậy anh mau đi đi. Diệp Oản Oản hôn một cái trên khóe môi của anh, sau đó phất phất tay, hối thúc anh rời đi. Nhìn thấy Tư Dạ Hàn đi tới cạnh chiếc xe, mở cửa ra leo lên, Diệp Oản Oản ngáp một cái, đi vào trong nhà. Kết quả, mới vừa bước được hai bước, sau lưng đột nhiên bị một đôi bàn tay vững chắc, ôm thật chặt vào trong bờ ngực nóng bỏng. Chương 1219, mất khống chế. Hả, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, dừng chân lại, A Cửu. Tại sao lại quay trở lại rồi vậy? Nàng muốn xoay người, nhưng nam nhân lại ôm nàng càng chặt hơn, ngăn cản lại động tác của nàng. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, nam nhân mới buông nàng ra. Diệp Oản Oản nháy nháy mắt xoay người lại, sao vậy?
Tư Dạ Hàn không nói gì, mà lại cúi người, khẽ hôn một cái thật nhanh trên môi của cô gái, tựa hồ như sợ rằng hơi hơi dừng lại lâu, liền sẽ vô phương khắc chế. Diệp Oản Oản bật cười, nguyên lai là quên hôn chào buổi sáng. Nàng phát hiện ra chỉ số IQ của Tư Dạ Hàn thật sự là càng ngày càng cao, đã sắp có thể xuất sư rồi. Tư Dạ Hàn, đi đây. Diệp Oản Oản, vâng. Tư Dạ Hàn sau khi vừa hôn xong, lập tức lên xe, cứ như thể sợ lưu lại thêm một giây đồng hồ nữa, tâm tình càng ngày càng mất khống chế của hắn sẽ để lộ ra sơ hở trước mặt nàng. Thiếu nữ không hề thấy được rằng, sau khi chàng trai lên xe, bên trong cánh cửa xe ngăn cách, trên mặt của anh tất cả đều là tâm tình âm trầm u ám. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Oản Oản vẫn luôn bận rộn bay khắp nơi bàn chuyện hợp tác. Tư Dạ Hàn bên kia cũng có một hạng mục lớn trọng yếu, Hứa Dịch báo cáo trạng thái cơ thể và tâm tình anh cũng không tệ, Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An ngoài sáng trong tối ngáng chân không ít lần. Chó cùng đường quay lại cắn, đám người một nhà kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng trước tiên cần phải chuẩn bị thật sẵn sàng để đối phó với bọn họ. Bởi vì thân phận nam hay nữ đối với nàng mà nói đều đã không có gì khác biệt, cho nên Diệp Oản Oản liền trực tiếp bắt đầu lấy thân phận nữ để đi gặp các đối tác rồi. Diệp Oản Oản, bạch, một tiếng đem một chồng tài liệu vỗ lên bàn, cùng Húc tiểu tử kia nghỉ ngơi đủ chưa? Bảo cậu ta ngày mai nhất định phải bắt đầu làm việc. Siêu Giai Văn mặt đầy vẻ khó xử, tôi đã gọi điện thoại để hỏi dò, là Đông Tử nhận. Đông Tử nói. Diệp Oản Oản ngẩng đầu, nói cái gì? Siêu Giai Văn, nói là cậu ta thất tình, muốn xin nghỉ một năm. Diệp Oản Oản khóe miệng co giật. Một người nghệ sĩ xin nghỉ một năm, hắn muốn chết à? Mới vừa đạt được ảnh đế liền bắt đầu. Siêu Giai Văn thở dài, sứt đầu mẻ trán mở miệng, phương pháp gì tôi cũng đều đã thử qua, Cung Húc hoàn toàn không chịu nghe khuyên bảo, Diệp Tổng thanh tra, phỏng chừng cô phải tự mình đi một chuyến. Hai người đang nói chuyện, một người gõ cửa đi vào. Diệp ca, cô tìm tôi. Nhìn thấy Lạc Thần, sắc mặt của Diệp Oản Oản mới dễ nhìn lại một chút, ừ, cái kịch bản này cậu lấy về xem thật kỹ một chút. Lạc Thần, vâng. Nói xong mở miệng nói, đúng rồi, Diệp ca, Cung Húc bên kia cô đừng lo lắng, tôi đã đi tìm cậu ta bảo ngày mai liền sẽ bắt đầu làm việc lại. Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc, thật sự. Cậu làm sao thuyết phục cái con hàng kia? Không biết có phải là do Diệp Oản Oản đột nhiên thay nữ trang hay không, Lạc Thần có chút không quen, tránh khỏi tầm mắt của nàng, ho nhẹ một tiếng, thật ra thì. Tôi cũng không nói gì, chỉ nói một câu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, ầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng làm việc lần nữa bị ai đó đẩy ra. Sau đó liền thấy cái con hàng Cung Húc phong phong hỏa hỏa chạy vọt vào, sau đó trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người thiếu nữ mái tóc gợn sóng. Đang mặc một thân váy màu vàng nhạt ở trước bàn làm việc. Cung Húc trong nháy mắt ngẩn ngơ, miệng nó. Lạc Thần tiểu tử kia không có lừa hắn, Diệp ca lại có thể thật sự mặc đồ con gái đi làm nha. Vẻ mặt Cung Húc thẳng thốt như vừa mới bỏ lỡ 100 triệu vậy, tên ngốc, cậu vì sao lại không nói sớm cho tôi biết. Lạc Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, không hề phản ứng lại hắn. Diệp Oản Oản nghẹn ngào, nhìn cái bộ dáng thất thất thố thố này của hắn, sớm nói cho cậu biết cái gì. Cung Húc mím môi, lặng im không nói. Chương 1220, cô khi nào chia tay? Biên soạn, Đức Huy TIUYENFULL.VN. Diệp Oản Oản, nếu đã tới, liền theo lịch trình mà Giai Văn đã sắp xếp cho cậu, đi đi. Cung Húc, người ta cực kỳ tức giận nha. Cung Húc nhìn về phía mứt hoa nhỏ, tức giận không hề nhúc nhích. Cung Húc cẩn thận đi từng bước một. Một hồi lâu sau mới mở miệng nói một câu, Diệp ca. Diệp Oản Oản ngưng đọc tài liệu, ngẩng đầu lên, còn có việc. Cung Húc, cô khi nào chia tay? Rắc, một tiếng, bút máy trong tay Diệp Oản Oản bị nàng vặn gãy lìa rồi. Một tiếng, Cung Húc lập tức sợ đến mức quay đầu bỏ chạy mà quên cả mở cửa, tông mạnh một cái rung chuyển cả căn phòng. Cái tên đần độn này, lại dám rủa nàng chia tay. Diệp Oản Oản thuận tay cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên, mới vừa rồi nàng nhắn cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn ngắn, hẹn anh buổi tối cùng đi ra ngoài ăn cơm, kết quả, đã hơn một canh giờ, Tư Dạ Hàn còn không trả lời nàng. Lúc trước tin nhắn của nàng, Tư Dạ Hàn cơ hồ đều lập tức trả lời ngay. Chắc là gần đây quá bận rộn. Diệp Oản Oản cũng không quá để ý, tiếp tục xử lý công việc. Sau khi tan làm, tin nhắn kia vẫn yên tĩnh,
vẫn không có bất kỳ hồi âm nào. Diệp Oản Oản cau mày, gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách. Không biết tại sao, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút bất an. Diệp Oản Oản lập tức lại gọi điện thoại cho Hứa Dịch. Lần này điện thoại rất nhanh liền kết nối. Hứa Dịch, alo, Oản Oản tiểu thư. Hứa quản gia, A Cửu cùng với anh ở chung một chỗ sao? Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Cửu gia, ngài ấy đang cùng với đối tác thảo luận hợp đồng, cô có chuyện gì gấp sao? Diệp Oản Oản nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi thăm, không cần nói với anh ấy. Các anh làm việc đi. Đều do cái tên chó cung húc này, ăn nói linh tinh, làm nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đảo mắt mấy ngày sau. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vẫn ở trong trạng thái tắt máy, không cách nào liên lạc. Nếu như là bởi vì quá bận rộn mà tắt máy không nghe điện thoại, điều này hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng mà, đây là Tư Dạ Hàn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Kiếp trước cộng thêm kiếp này, chung sống lâu như vậy cùng Tư Dạ Hàn, loại tình huống này cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Coi như là thời điểm quan hệ của bọn họ ác liệt nhất, Tư Dạ Hàn cũng chưa từng không tiếp điện thoại của nàng lâu như vậy. Trừ chuyện đó ra, đoạn thời gian trước tâm tình của Tư Dạ Hàn mất khống chế, cùng với có chút khác thường khi rời khỏi Hồng Hoa Tiểu Lâu ngày đó, cũng khiến cho tâm thần của nàng càng ngày càng có chút mất tập trung. Năng lực che giấu tâm tình của Tư Dạ Hàn quá mạnh mẽ, nếu như anh không muốn để cho người khác phát hiện ra sự khác thường của mình, như vậy tuyệt đối sẽ không một ai có thể nhìn thấu được tâm tình của anh. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Oản Oản vẫn có thể phát giác được có chút gì đó bất bình thường. Điều này nói rõ, chuyện này có khả năng nghiêm trọng đến mức Tư Dạ Hàn không cách nào khống chế được tâm tình. Diệp Oản Oản nhanh chóng gọi điện thoại cho Hứa Dịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mở miệng hỏi, Hứa quản gia, anh hãy thành thật nói cho tôi biết, A Cửu rốt cuộc đi đâu. Đầu kia điện thoại di động trầm mặc rất lâu. Một hồi lâu sau, rốt cuộc truyền tới âm thanh của Hứa Dịch, Oản Oản tiểu thư, chúng tôi gần như xuất ra toàn bộ ám vệ và nhân viên, nhưng đều không thể tìm được Cửu gia. Diệp Oản Oản, anh đang nói gì? Cái gì gọi là không tìm được anh ấy? Oản Oản tiểu thư, Cửu gia ngài. Ngài ấy có khả năng mất tích. Chỉ chốc lát sau, âm thanh của Hứa Dịch từ đầu kia điện thoại truyền ra, âm thanh nôn nóng mà mệt mỏi, không giống nói bừa hay đùa giỡn. Mất tích. Nghe được câu trả lời của Hứa Dịch, đáy mắt của Diệp Oản Oản lộ ra một tia kinh ngạc, thậm chí có chút ít khó tin. Đang êm đẹp, làm sao lại có thể mất tích? Chương 1221, sẽ không bỏ lại nàng. Mấy ngày gần đây, nàng vẫn bận mấy chuyện vụn vặt của công ty. Mà nàng biết Tư Dạ Hàn cũng bề bộn nhiều việc. Hứa Dịch cũng nói anh đang bận bịu một hạng mục trọng yếu, nàng liền không đi quấy rầy anh. Ai ngờ đâu, đợi đến khi nàng liên lạc với Tư Dạ Hàn, lại vô luận như thế nào cũng không liên lạc được, điện thoại của anh vẫn luôn nằm ở trong trạng thái tắt máy. Mới đầu, Diệp Oản Oản cũng không mấy để ý, nhưng thời gian trôi qua, việc này mới khiến nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Điện thoại của Tư Dạ Hàn, cho dù tắt máy, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng vượt quá nửa ngày. Thậm chí là ngay cả điện thoại bàn của Tư Dạ Hàn, cũng không có ai bắt máy. Hứa Dịch, anh xác định, A Cửu mất tích, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Oản Oản tiểu thư, nói thật với cô, mấy ngày nay, tập đoàn nước ngoài Hoa Phong có một thương vụ vô cùng trọng yếu cùng hợp tác với Tư gia. Tiếp xúc cùng tập đoàn Hoa Phong, vẫn luôn đều là Cửu gia tự thân làm. Nhưng mấy ngày nay, Cửu gia dường như bốc hơi khỏi thế gian. Bặt vô âm tín, thậm chí ngay cả tập đoàn Hoa Phong cũng không liên lạc được với Cửu gia. Tư gia hiện tại đã đem tin tức Cửu gia mất tích phong tỏa toàn bộ rồi. Người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng nội bộ Tư gia đã hoàn toàn hỗn loạn. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không nói một tiếng nào liền trốn đi mấy ngày, cũng khiến cho tất cả mọi người đều không liên lạc được, chỉ trừ một khả năng. Sợ là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nhưng đến tột cùng là chuyện ngoài ý muốn gì, mà không có lấy một người nào biết. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Diệp Oản Oản vội vàng cúp điện thoại, lái xe đi đến Tư gia. Vừa mới đến Tư gia, trái tim Diệp Oản Oản bỗng trùng xuống. Không giống ngày xưa, thủ vệ trong nhà cũng nhiều gấp mấy lần, y như ở trong tình trạng khẩn cấp như gặp phải đại địch. Oản Oản tiểu thư. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Mới vừa tiến vào Tư gia, Hứa Dịch liền vội vàng đi tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, A Cửu làm sao lại sẽ vô duyên vô cớ mất tích? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, vội vã mở miệng hỏi. Hích, một lời khó nói hết, Hứa Dịch lắc đầu một cái, hắn nào biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Việc Cửu gia mất tích hoàn toàn không giải thích được. Kiểm tra camera theo dõi hết rồi sao? Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Hứa Dịch gật đầu một cái, camera theo dõi mấy ngày nay toàn bộ đều đã kiểm tra, nhưng căn bản không hề phát hiện được dấu vết của Cửu gia. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư. Ngay cả camera theo dõi của Tư gia cũng đều không tìm ra được bóng người của Tư Dạ Hàn, cũng chỉ còn lại hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, có cao thủ lặng lẽ ẩn nấp, trong lúc toàn bộ Tư gia đều không thể phát hiện ra, trói Tư Dạ Hàn mang đi. Loại khả năng thứ hai, Tư Dạ Hàn chính mình tự rời khỏi Tư gia. Nếu như là khả năng thứ nhất, người trói Tư Dạ Hàn đi, nhất định có quan hệ rất lớn cùng Tư gia. Nếu không, làm sao có thể thành công tránh khỏi tất cả camera theo dõi? Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại càng nghiêng về loại khả năng thứ hai hơn. Muốn dùng sức một người, ở ngay căn cứ địa của Tư gia trói đi Tư gia gia chủ, không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nếu như là Tư Dạ Hàn tự mình rời đi, anh muốn tránh khỏi camera theo dõi, dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi trầm tư một phen, Diệp Oản Oản lại nhanh chóng đánh đổ loại khả năng thứ hai. Tư Dạ Hàn không có bất kỳ lý do gì lại bỏ nhà ra đi mà không nói cho bất kỳ ai biết. Chuyện này cũng tuyệt đối không giống với tính cách của Tư Dạ Hàn. Nhưng nếu như khả năng thứ hai này bị loại trừ, vậy cuối cùng là có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn? Không có khả năng vô duyên vô cớ liền bốc hơi khỏi thế gian như vậy. Với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, cho dù gặp phải thiên nan vạn địch, cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này để trốn tránh. Lùi lại 10.000 bước mà nói, cho dù thật gặp phải khó khăn gì, Tư Dạ Hàn cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Thậm chí là bỏ lại nàng. Chương 1222, sương mù bao phủ. Nhưng mà, hiện nay, Tư Dạ Hàn mất tích bí ẩn, tựa như có một đoàn sương mù, không chỉ bao phủ toàn bộ Tư gia, mà còn đem Diệp Oản Oản giam ở trong đó. Hứa Dịch, A Cửu có khi nào là vì công việc làm ăn mà xuất ngoại làm việc? Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hứa Dịch lại lắc đầu một cái, sau khi trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói, trong khoảng thời gian gần đây nhất, cũng không có bất kỳ hạng mục công việc gì yêu cầu Cửu gia phải tự thân làm. Mà hạng mục lớn cùng tập đoàn Hoa Phong này đã được hai bên thương nghị từ mấy năm trước rồi, coi như là có chuyện trọng yếu như thế nào, cũng có không khả năng trọng yếu hơn được tập đoàn Hoa Phong. Vậy mấy ngày trước khi A Cửu mất tích, có dấu hiệu gì lạ không? Diệp Oản Oản lại hỏi. Chuyện này, Hứa Dịch nhíu chặt lông mày, chỉ chốc lát sau, nói, Oản Oản tiểu thư. Giống như cô nói vậy, trước khi Cửu gia mất tích mấy ngày, tính khí đặc biệt nóng nảy. Vô cùng dễ tức giận. Tính khí nóng nảy, dễ tức giận, nghe tin tức Hứa Dịch tiết lộ, Diệp Oản Oản cũng sững sờ, nhớ lại một lần nọ khi Hứa Dịch thông báo với mình lúc trước. Anh có biết nguyên nhân là vì sao không? Diệp Oản Oản hỏi. Khi đó nàng từng hỏi qua, Tư Dạ Hàn chỉ nói là vì công ty có việc. Tôi cũng không rõ lắm, ngược lại mấy ngày đó Cửu gia thường xuyên tự nhốt mình ở trong phòng. Thậm chí, thư phòng đều suýt chút nữa đã bị Cửu gia đập nát. Hứa Dịch mở miệng. Bà nội đâu rồi? Diệp Oản Oản chuyển đề tài. Oản Oản tiểu thư, bởi vì Cửu gia mất tích, lão phu nhân lo lắng quá độ, đã ngã bệnh. Thầy thuốc nói cần phải tĩnh dưỡng, Oản Oản tiểu thư hiện tại tốt nhất không nên đi quấy rầy lão phu nhân. Trong lòng Hứa Dịch tràn đầy sự bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể như thế. Tư gia gia chủ mất tích. Không rõ sống chết, Tư gia đã sớm trở nên vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người đồn Tư Dạ Hàn đã chết bất đắc kỳ tử. Mà không ít cao tầng của Tư gia, ở giờ phút nước sôi lửa bỏng này đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng còn may nhờ vào lão phu nhân cưỡng chế đem sự tình ép xuống. Nhưng nếu như Tư Dạ Hàn còn không xuất hiện, chỉ sợ cũng không đè ép được bao lâu nữa. Tư gia hiện tại, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, một khi ngọn núi lửa này hoàn toàn bùng nổ, hậu quả như thế nào? Người thường căn bản khó mà dự liệu được. Mà hậu quả nghiêm trọng như vậy, thân là Tư gia gia chủ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối không có khả năng không biết. Cho nên, Diệp Oản Oản kết luận, Tư Dạ Hàn mất tích, có lẽ là bởi vì bị bắt. Anh đi làm việc trước đi. Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Hứa Dịch nói. Vâng,
trước mắt Tư gia quả thực quá loạn, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Oản Oản tiểu thư, xin cô cũng đừng quá nôn nóng. Có lẽ không bao lâu, Cửu gia liền sẽ trở lại. Hứa Dịch nhìn Diệp Oản Oản một cái, thở dài một tiếng liền rời đi. Bây giờ Diệp Oản Oản tuy lòng như lửa đốt, nôn nao muốn biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trên người Tư Dạ Hàn, hiện tại Tư Dạ Hàn đang ở đâu. Nhưng căn cứ theo tình huống trước mắt mà nói, căn bản là không có chút đầu mối nào. Theo Hứa Dịch từng nói, trước khi Tư Dạ Hàn mất tích mấy ngày, đều luôn tự giam mình ở bên trong thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về thư phòng của Tư Dạ Hàn đi tới. Trong thư phòng của Tư Dạ Hàn là một mảnh hỗn độn, điện thoại bàn bị hung hăng ném trên mặt đất, bể tan tác, mấy chiếc ghế gỗ cũng đã bị gãy vụn. Diệp Oản Oản đem điện thoại bàn ở dưới đất nhặt lên, sau khi kiểm tra một phen, lại phát hiện điện thoại đã bị ném hỏng. Chỉ bất quá, tên người gọi đến vẫn có thể kiểm tra được. Mà tên người gọi đến sau cùng, lại vừa vặn trùng khớp với thời điểm Tư Dạ Hàn mất tích. Chương 1223, cặp văn kiện thần bí. Lúc này, Diệp Oản Oản đem số điện thoại ghi lại. Đây là một số điện thoại hơi có chút đặc thù, không giống như số điện thoại trong nước. Sau khi Diệp Oản Oản do dự một chút, dùng điện thoại di động của mình gọi đến số điện thoại quỷ dị này. Nhưng mà, đầu kia điện thoại lại truyền tới âm thanh không liên lạc được, khiến trái tim của Diệp Oản Oản hoàn toàn chìm vào bên trong băng xương. Không bao lâu, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm. Có chuyện gì? Diệp Mộ Phàm hỏi. Ca, giúp em tra một số điện thoại. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề, đem số điện thoại này nói lại cho Diệp Mộ Phàm. Đây là số điện thoại ở đâu? Quỷ dị như vậy, không giống như ở trong nước, cũng không giống với mấy quốc gia ở chung quanh. Còn có số điện thoại như vậy sao? Diệp Mộ Phàm ngạc nhiên. Giúp em tra đi, Diệp Oản Oản nói. Chờ đó, chớ cúp máy. Diệp Mộ Phàm nói xong, lập tức mở máy vi tính ra, đem số điện thoại nhập vào trong. Còn bà nó, một lát sau, truyền tới một tiếng chửi thề kinh ngạc của Diệp Mộ Phàm. Cha được rồi, Diệp Oản Oản thần sắc ngẩn ra. À, cũng không có, Diệp Mộ Phàm nói, số điện thoại này của em căn bản cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hơn nữa cũng không phải là dãy số điện thoại. Số này căn bản là không tồn tại. Không tồn tại, nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, chân mày của Diệp Oản Oản nhăn lại, lập tức đem số điện thoại bàn bên trong thư phòng tiến hành tra cứu lại lần nữa. Mà dãy số quỷ dị này, không chỉ vẻn vẹn gọi đến điện thoại bàn trong thư phòng của Tư Dạ Hàn một lần, mà ít nhất 5 lần trở lên. Mỗi một lần, Tư Dạ Hàn đều bắt máy ngay, dường như vẫn luôn ở trong thư phòng chờ đợi cú điện thoại này. Thông qua trang web tra cứu danh bạ, lại không hề có bất kỳ vết tích nào cho thấy một số điện thoại như vậy có tồn tại. Nói như vậy, dãy số này nhất định có tồn tại. Hơn nữa, với tính cách của Tư Dạ Hàn mà nói, trừ phi là một chuyện vô cùng trọng yếu. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng mỗi ngày đều ở lại thư phòng bị động chờ điện thoại gọi tới. Nói cách khác, số điện thoại này, chỉ có thể nghe, không có cách nào chủ động gọi đi. Oản Oản, số điện thoại này của em căn bản là không gọi được nha. Lại nói, làm gì có số điện thoại nào như vậy, có phải là em đưa nhầm số rồi hay không? Diệp Mộ Phàm hỏi. Em biết rồi, anh tiếp tục tra giúp em, số điện thoại này nhất định có tồn tại. Nói xong. Diệp Oản Oản cúp máy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở trong thư phòng của Tư Dạ Hàn, tâm trạng ngổn ngang. Không biết tại sao, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn luôn có một dự cảm chắc chắn, việc Tư Dạ Hàn mất tích, tất nhiên có liên quan rất lớn đối với số điện thoại quỷ dị này. Có lẽ, anh là bởi vì cái cuộc gọi này mà mất tích, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang trầm tư, khóe mắt đảo qua một vòng, lại nhìn thấy cách tủ sách khoảng một bước chân có một cặp văn kiện bằng kim loại, mà phía trên cặp văn kiện có chạm trổ một dãy ký tự được khắc rất rõ ràng, D, O, O. Diệp Oản Oản đứng dậy, thuận tay đem cặp văn kiện nhặt lên. Sau khi quan sát một phen, phát hiện trên cái cặp văn kiện này có khóa, yêu cầu mật mã mới có thể mở ra được. Ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên các ký tự trên cặp văn kiện này, trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc. D, O, O, ba chữ cái kia. Đại biểu cho cái gì? Ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên, phản ứng đầu tiên trong đầu, chính là tên viết tắt của họ và tên mình. Diệp Oản Oản viết tắt, vừa vặn chính là D, O, O. Chuyện này, chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp sao? Ngón tay của Diệp Oản Oản hơi siết chặt lại, lập tức muốn thử mở chiếc cặp văn kiện này ra.
Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản đã thử mấy tổ hợp mật mã, nhưng đều không có cách nào đem chiếc cặp mở ra. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm thấy, nội dung trong này, có lẽ có chút liên hệ nào đó cùng với mình. Chương 1224, bị người ta động tới. Tư Dạ Hàn tại sao lại đột nhiên mất tích? Số điện thoại kỳ quái đó rốt cuộc là từ nơi nào gọi tới? Còn những thứ bên trong cặp văn kiện có mấy chữ viết tắt đó rốt cuộc là cái gì? Diệp Oản Oản giờ phút này tâm phiền ý loạn, vì vậy dùng sức vặn mạnh ổ khóa mật mã. Trong không khí truyền tới một tiếng, rắc. Diệp Oản Oản sắc mặt sững sờ, theo bản năng nhìn vào ổ khóa mật mã trong tay, phát hiện ổ khóa này, lại có thể bị nàng trực tiếp vặn hư rồi. Ổ khóa này, tựa hồ đã bị người ta động tới. Chẳng lẽ là trước nàng, đã có ai đó phá giải rồi? Diệp Oản Oản không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem các thứ bên trong lấy ra. Hypnosis, sao? Sao tiếng Anh, thôi miên? Bên trong là một chồng văn kiện thật dày, phía trên toàn là tiếng ngoại quốc. Chân mày Diệp Oản Oản hơi nhíu lại. Trong những văn kiện này, hết thảy những ghi chép đều có liên quan tới thôi miên ký ức. Trong đó bao gồm gây dựng lại ký ức và bao trùm ký ức, thậm chí nhắc tới những vấn đề về phân tách gen vô cùng khó hiểu. Mà theo phần giới thiệu của những tài liệu này, Diệp Oản Oản xem hiểu được đại khái ý tứ trong đó. Nội dung bàn về việc một người A được bao trùm bởi ký ức của một người B. Ý tứ đại khái là, xóa đi toàn bộ ký ức của người A, sau đó đem ký ức của người B bao trùm lấy chỗ sâu trong óc người A. Phương pháp này lợi dụng hình thức thôi miên sâu để hoàn thành. Nếu như ký ức của người A hoàn toàn bị phương pháp thôi miên xóa sạch, cũng đem ký ức của B cưỡng ép xung hợp ở trên người của A, như thế theo lý thuyết mà nói, A sẽ cướp lấy ký ức của B, và trở thành B. Hơn nữa chính bản thân mình cũng sẽ không phát hiện ra. Giờ phút này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, Tư Dạ Hàn làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với những thứ này. Nhưng mà, thời điểm Diệp Oản Oản lấy tập giấy tiếp theo ra, không khỏi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Trên một tập giấy này, ghi lại hồ sơ tin tức của không ít cô gái, mà mỗi một người đều là người đã qua đời. Từ bối cảnh gia đình đến quá trình trưởng thành, đều được ghi lại hết sức cặn kẽ. Thậm chí, từ trong đó, Diệp Oản Oản nhìn thấy hồ sơ có ghi thông tin của mình. Tên họ, Diệp Oản Oản. Giới tính, nữ. Tuổi tác, tròn 16 tuổi. Cha, Diệp Thiệu Đình. Mẹ, Lương Uyển Quân. Ông nội, Diệp Hồng Duy. Bà nội, Đàm Nghệ Lan. Ca ca, Diệp Mộ Phàm. Thân thế bối cảnh, tiểu thư Diệp Gia Hoa Quốc, năm 16 tuổi đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Nhìn thấy hồ sơ giới thiệu thông tin liên quan tới mình, Diệp Oản Oản quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Trong hồ sơ này ghi lại vô cùng cặn kẽ, mà ở dòng ghi chú sau cùng, lại ghi rằng chính mình ngay từ mấy năm trước đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà ở phía sau của hồ sơ, có ghi dòng chữ chú thích, ký ức bao trùm thích hợp. Phía cuối cùng của văn kiện, cất giữ một chiếc đĩa CD. Diệp Oản Oản đem đĩa CD lấy ra, sau đó lập tức đi trở về bàn đọc sách, đem máy vi tính của Tư Dạ Hàn mở ra, đem CD bỏ vào khởi động. Một lát sau, từ trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một đoạn video. Không thành vấn đề sao? Thanh âm lạnh như băng của nam nhân truyền ra. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo trắng, xuất hiện ở trong video. Cửu gia, hạng mục này chúng tôi đã nghiên cứu hơn 30 năm, nếu như là lấy phương pháp gen để hoàn thành, nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng chúng tôi đã đổi thành phương pháp thôi miên sâu, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả giống vậy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nguyên lý, người đàn ông hỏi. Ông lão mặc áo trắng gật đầu một cái, mở miệng giải thích, thôi miên sâu, là hoàn toàn phá hư ký ức vốn có của người bị thôi miên, tất cả các ký ức của người bị thôi miên sẽ bị xóa sạch. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như không có ký ức mới bao trùm, người bị thôi miên đem sẽ hoàn toàn lạc lối. Nhưng nếu như lần nữa dùng phương pháp thôi miên, cưỡng ép rót vào ký ức của người khác, đây gọi là ký ức bao trùm, như thế người bị thôi miên sẽ hoàn toàn trở thành chủ nhân của đoạn ký ức được truyền vào này. Nói đơn giản, người bị thôi miên sẽ thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Chương 1225, không thuộc về chính mình. Có thể có nhân tuyển thích hợp, nam nhân hỏi. Thực sự là có một người, chính là người trước kia ngài chọn chúng, Diệp Oản Oản. Chúng tôi đã nghiên cứu qua, hai người mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng từ trên tướng mạo mà nói, độ tương tự của hai người có thể đạt tới 90% trở lên. Bối cảnh gia đình ngược lại cũng ổn,
mà Diệp Oản Oản trước đó đã chết trong đợt khủng bố lần đó ở nước ngoài. Ông lão mặc áo trắng nói. Được, tôi cần phải làm những gì? Nam nhân lại hỏi. Cửu gia cần dùng thủ đoạn của mình, đem sự thật Diệp Oản Oản đã chết hoàn toàn xóa đi, không được để cho người nhà của nàng biết được. Đến lúc đó, nàng sẽ có thể hoàn toàn thay thế Diệp Oản Oản, trở thành Diệp Oản Oản, nắm giữ tất cả các ký ức của Diệp Oản Oản khi còn sống. Ông lão mặc áo trắng mở miệng. Sau đó, hình ảnh chuyển đổi một cái, bối cảnh trong video đổi thành một căn phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu. Một người con gái thần sắc thống khổ nằm ở trên giường, Tư Dạ Hàn ngồi xổm ở một bên, bất ngờ vén mái tóc của cô bé lên, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tin tức đã phong tỏa, Diệp Oản Oản đã chết, không có ai biết, có thể bắt đầu. Tư Dạ Hàn nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Cửu gia, ngài đã xác định rõ rồi sao? Một khi tiến hành thôi miên sâu để gây dựng lại ký ức vốn có của cô bé này sẽ hoàn toàn bị phá hư, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn hay phương pháp nào, trí nhớ của nàng cũng sẽ không có khả năng khôi phục, sẽ vĩnh viễn biến thành người sở hữu trí nhớ hoàn toàn mới, cũng chính là Diệp Oản Oản đã chết. Ông lão mặc áo trắng lại lần nữa xác nhận. Bắt đầu đi, Tư Dạ Hàn nói. Mà tiếp đó sau khi Tư Dạ Hàn xác nhận, ông lão mặc áo trắng và mấy vị trợ thủ gật đầu một cái, bắt đầu thôi miên sâu đối với cô gái trên giường kia. Video tới đây là kết thúc. Trong thư phòng, trên mặt của Diệp Oản Oản tràn đầy nỗi khiếp sợ, thân thể khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, trong mắt là thần sắc hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Cô gái nọ nằm trên giường của căn phòng thí nghiệm, không phải là ai khác, mà chính là bản thân nàng. Mà lượng tin tức trong video này quá mức to lớn, vì vậy khiến cho Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không thể nào tiếp nhận được, cũng không thể phục hồi lại tinh thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản lúc này mới cưỡng ép tâm trạng thu liễm lại. Dựa theo tin tức trong video, Diệp Oản Oản khi 16 tuổi đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà chính nàng, lại căn bản bị cưỡng ép rót vào tất cả các ký ức của Diệp Oản Oản bằng phương pháp thôi miên sâu, lúc này mới khiến nàng trở thành Diệp Oản Oản. Mà tin tức Diệp Oản Oản đã chết, lại bị thủ đoạn của Tư Dạ Hàn phong tỏa, không một ai biết. Cộng thêm ông lão mặc áo trắng kia từng nói, nàng và Diệp Oản Oản có tướng mạo tương tự nhau đến 90% trở lên. Nói cách khác, nàng không phải là Diệp Oản Oản. Nàng không phải là Diệp Oản Oản. Vậy nàng là ai? Chuyện này, không có khả năng, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không cách nào tin được. Cha mẹ, người thân của chính mình, tất cả các ký ức, hết thảy đều bị cưỡng ép truyền vào, hết thảy căn bản không thuộc về chính mình. Nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy rốt cục nàng là ai? Cha nàng là ai? Mẹ nàng là ai? Nàng lại đến từ nơi nào? Tư Dạ Hàn tại sao lại phải phá hư tất cả các ký ức của nàng, cũng cưỡng ép bao phủ ký ức của người khác, khiến cho nàng giống như là Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cũng chưa thể hoàn toàn tin được vào những thứ được ghi lại trong video. Bởi vì ký ức của nàng chân thật như vậy, từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm ký ức, đều là của nàng đích thân trải qua, làm sao có thể sẽ là ký ức của người khác. Nhưng mà, những cảnh được ghi lại trong video lại cũng chân thực như vậy, từ giọng nói đến thần thái của Tư Dạ Hàn, đều không giống như làm giả. Mà cô gái nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, Diệp Oản Oản cũng tin chắc, đích xác chính là mình. Chương 1226, nàng là ai? Nhưng nàng lại không có một đoạn ký ức như vậy. Chính mình ở độ tuổi đó, căn bản vẫn chưa quen biết Tư Dạ Hàn, làm sao có thể nằm ở trên giường của viện nghiên cứu, bị người ta dùng phương pháp thôi miên sâu xóa sạch ký ức, sau lại truyền một đoạn ký ức khác vào. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cảm thấy như mình bị ngu người, vẻ hoang mang hiện rõ nơi đáy mắt. Nguyên bản, Tư Dạ Hàn mất tích, đã đủ khiến cho Diệp Oản Oản có chút khó có thể chịu đựng nổi, giờ phút này, nàng lại từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn phát hiện ra thân phận bí mật có thể có liên quan tới mình. Mà người chủ đạo phía sau hết thảy những chuyện này, chính là Tư Dạ Hàn. Nếu những gì trong đoạn video kia là sự thật, cũng không phải là một cảnh quay giả, như vậy nàng không phải là Diệp Oản Oản. Vậy nàng đến tột cùng là ai? Nhưng mà, video mặc dù chân thật, nhưng những ký ức ở sâu trong đầu Diệp Oản Oản lại cũng chân thật như vậy. Ký ức từ nhỏ đến lớn, đều là nàng đích thân trải qua. Những ký ức chân quý này của nàng, sao có thể lại bỗng một ngày, biến thành vật sở hữu của một người xa lạ? Lúc này, Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình của bản thân, ngồi vào bàn, dùng máy vi tính của Tư Dạ Hàn để tra cứu hết thảy các thông tin có liên quan tới bao trùm ký ức.
chỉ bất quá, tin tức tìm được từ máy vi tính hết sức hạn chế. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay mà nói, muốn xóa sạch ký ức của một người trưởng thành, hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng muốn truyền vào ký ức của một người khác, lại có chút không quá thực tế. Bất kỳ ký ức nào truyền vào, dù có hoàn mỹ vô khuyết đến mấy, đều sẽ kèm theo nguy hiểm tột cùng, hơn nữa loại ký ức bị truyền vào này, lại cũng có lỗ hổng to lớn. Trừ phi là ký ức thuộc về người trong cuộc, nếu như bị rót vào ký ức không có chứng cứ nào, như vậy sẽ khá dễ dàng để lần ra được dấu vết. Trừ phi người bị truyền ký ức vào sẽ không hoài nghi thân phận mình, nhưng một khi đã có nghi ngờ, phát hiện ra đoạn ký ức này của mình là giả tạo, cũng không phải việc gì khó. Mà muốn thao túng người nhận ký ức không hoài nghi thân phận của mình, chỉ có một loại phương pháp duy nhất khả thi, thôi miên sâu. Bên trong thôi miên sâu cần bao gồm cả ký ức cảm xúc và ký ức lâu dài, cùng với các loại tự kỷ ám thị để tác động vào thần kinh con người. Chỉ cần một phân đoạn xuất hiện sai lầm, sẽ dẫn đến hệ thống thần kinh của người nhận ký ức bị tan vỡ. Với công nghệ khoa học kỹ thuật hiện nay, rất khó để hoàn thành. Mà trên lý thuyết mà nói, thôi miên sâu lại có thể có cơ hội thành công khá lớn. Người bị thôi miên sau khi bị xóa sạch hoàn toàn ký ức cũ và truyền vào ký ức mới, thần kinh chịu tự kỷ ám thị sâu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào đối với đoạn ký ức mới này của mình. Lúc này, toàn thân của Diệp Oản Oản đã bị mồ hôi lạnh thật sự thấm ướt. Nói như vậy, trên lý thuyết mà nói, chính mình hoàn toàn có thể vẻn vẹn chẳng qua chỉ là người sở hữu ký ức của Diệp Oản Oản, mà cũng không phải là chính bản thân Diệp Oản Oản. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đem laptop nặng nề khép lại. Cho dù là thôi miên sâu, nhưng nếu như người bị thôi miên hoài nghi thân phận của chính mình, vẫn như cũ có thể tìm ra được manh mối. Nếu như chính mình thật sự không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn sai người dùng phương pháp thôi miên sâu cưỡng ép truyền vào, tất nhiên sẽ có sơ hở cực lớn. Dù sao, Tư Dạ Hàn và người thôi miên, không có khả năng đối với hết thảy mọi thứ của Diệp Oản Oản đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Trong số những chuyện mà Diệp Oản Oản đã từng trải qua từ bé đến giờ, dễ dàng phát hiện ra lỗ hổng nhất chính là đoạn ký ức của Diệp Oản Oản khi còn bé, bao gồm chuyện đồ chơi mà Diệp Oản Oản thích nhất, các loại đối tượng mà nàng thầm mến, v.v. Loại chuyện này, trừ Diệp Oản Oản và người thân nhất của nàng ra, người bên cạnh tuyệt đối không có khả năng biết được. Nếu như, nàng thật sự không phải là Diệp Oản Oản, nhất định có thể tìm ra sơ hở hợp tình hợp lý. Chương 1227, tìm kiếm sơ hở. Trước mắt, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tất cả ký ức khi còn bé mà mình nắm giữ. Nhưng mà, ký ức của Diệp Oản Oản ở nơi sâu trong óc, tất cả chuyện phát sinh lúc đó, đều đã vô cùng mơ hồ, dường như bị một ai đó khóa lại, trừ một chút sự kiện khá lớn ra, ví dụ như chính mình khi còn bé cùng Diệp Mộ Phàm chơi đùa, bị Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy vào trong ao vôi suýt chút nữa chết đuối, hoặc là lúc nhỏ suýt nữa bị người ta bắt cóc vân vân. Nhưng một chút chuyện nhỏ bình thường, Diệp Oản Oản lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Các bạn học ở nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, Diệp Oản Oản có thể nhớ lại, nhưng cũng không quá 20 người, trong đó ký ức khắc sâu nhất chính là các thầy cô giáo. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản gọi điện thoại cho Diệp Mộ Phàm. Số điện thoại em vừa hỏi, trước mắt vẫn chưa tra được, chờ có tin tức, anh sẽ lập tức nói cho em biết. Âm thanh của Diệp Mộ Phàm truyền ra. Ca, em có chút chuyện cần tìm anh, 30 phút nữa gặp nhau tại quán cà phê đối diện công ty nhé. Diệp Oản Oản dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Sau khi rời khỏi Tư gia, Diệp Oản Oản lái xe đi đến quán cà phê gần công ty. Nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm lúc này mới hấp tấp đi đến địa điểm đã hẹn, sau khi đảo mắt qua một vòng, đi thẳng tới chỗ Diệp Oản Oản đang ngồi. Có chuyện gì? Diệp Mộ Phàm đặt mông ngồi ở đối diện Diệp Oản Oản, tỏ vẻ đang bị công việc điên cuồng dí sau lưng, công ty còn có một chút sự tình cần xử lý đây. Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, thấp giọng cười một tiếng, chúng ta thật lâu chưa ngồi chung một chỗ với nhau tán gẫu rồi nhỉ? Hả? Diệp Mộ Phàm mặt đầy mộng bức, Diệp Oản Oản gấp gáp tìm hắn như vậy, chính là vì muốn tán gẫu một chút. Ồ đúng rồi, số điện thoại em vừa bảo anh cha, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Không có gì, không tra được thì thôi vậy. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Đối với điều này, Diệp Mộ Phàm cũng không tiếp tục hỏi thêm gì cả. Số điện thoại Diệp Oản Oản trước đó đưa cho hắn, đích xác là có chút quỷ dị, hắn tra cứu thật lâu cũng không tìm ra được một chút manh mối gì. Ca, anh còn nhớ hay không?
Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm, khẽ mở miệng. Nhớ đến cái gì? Diệp Mộ Phàm sửng sốt một chút. Khi còn bé, hai chúng ta ở nông thôn, anh đẩy em vào ao vôi, em thiếu chút nữa bị chết đuối. Diệp Oản Oản mở miệng cười. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, sắc mặt Diệp Mộ Phàm nhất thời biến sắc, lắc đầu liên tục, không nhớ. Không hề nhớ chút nào. Cái đứa em gái này của hắn, đã nhiều năm như vậy, không phải là muốn thu lại nợ nần cũ đấy chứ. Khó trách hôm nay hắn thấy nụ cười của Diệp Oản Oản có chút miễn cưỡng và quỷ dị, chẳng lẽ đây chính là Thiếu Lý Tàng Đao, sao trong truyền thuyết? Sao trong nụ cười có ẩn chứa đao kiếm? Em nói thật, Diệp Oản Oản thần sắc nghiêm túc nói. Anh cũng nói thật, hích, nhiều năm như vậy, đều là chuyện lúc còn bé, làm sao anh có thể nhớ được? Chuyện lúc còn bé anh quên hết rồi. Không nhớ, Diệp Mộ Phàm lắc đầu liên tục. Ca, em cũng không tức giận, chẳng qua chỉ là hoài niệm một chút tuổi thơ của chúng ta mà thôi. Diệp Oản Oản nhìn Diệp Mộ Phàm cười cười. Hoài niệm tuổi thơ, hoài niệm cái búa, nếu hắn thật sự giúp Diệp Oản Oản hoài niệm tuổi thơ, chỉ sợ chính mình nên hoài nghi tính mạng. Anh rốt cuộc có nhớ hay không? Diệp Oản Oản hơi mất kiên nhẫn nói. Không nhớ, quả thực là không nhớ, làm phiền rồi, cáo từ. Nói xong, Diệp Mộ Phàm đứng dậy định rời khỏi. Nhưng mà, còn chưa bước được mấy bước, đã bị Diệp Oản Oản bắt lại cánh tay, dùng một lực đạo mà Diệp Mộ Phàm hoàn toàn không có cách nào kháng cự lực, miễn cưỡng đem Diệp Mộ Phàm kéo trở lại. Được rồi, anh không nhớ đúng không? Hai huynh muội chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, để dễ trò chuyện với nhau hơn một chút. Diệp Oản Oản khép hờ hai con ngươi, thấp giọng cười nói, hơn nữa cố ý nhấn mạnh hai chữ, uống. Rượu, ý uy hiếp rất rõ ràng. Cái quỷ gì, uống rượu, Diệp Mộ Phàm hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trên trán nhất thời thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản uống say sẽ có chuyện gì, Diệp Mộ Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy, thật chính là hoàn toàn lột xác thành ác quỷ. Ồ, anh chợt nhớ ra rồi, không phải là lần đó em rơi vào trong ao vôi sao? Vẫn là anh cứu em. Diệp Mộ Phàm cười hì hì, nhanh chóng mở miệng. Chương 1228, thật sự không còn. Thấy thần sắc Diệp Oản Oản cũng không có gì thay đổi, Diệp Mộ Phàm lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này nếu như mình nói thật, không cần Diệp Oản Oản uống rượu, chính mình cũng sẽ bị nàng đập chết. Bất quá, ngược cũng còn may, qua nhiều năm như vậy, có lẽ Oản Oản cũng không nhớ rõ lúc đó rốt cuộc là tình huống gì. Chi tiết trong đó, còn chưa phải đến lượt mình nói bậy nói bạ. Anh xác định là anh cứu em. Ánh mắt Diệp Oản Oản rơi vào trên người Diệp Mộ Phàm, chân mày nhíu chặt lại, thần sắc hơi có chút âm trầm. Chẳng lẽ nói, đoạn ký ức này, đều là hỗn loạn, không phải là Diệp Mộ Phàm đem mình đẩy xuống nước, mà là chính mình trượt chân rơi vào hồ vôi. Nhưng mà, sau khi Diệp Mộ Phàm nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản như vậy xong, thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, hích. Thật giống như, thật ra thì, em cũng không thể trách anh, khi đó tuổi tác chúng ta cũng không lớn, nhất thời chỉ là anh lỡ tay đẩy em xuống. Nghe được lời này của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt Diệp Oản Oản lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt, quả nhiên vẫn không hề khác chút nào so với trí nhớ của mình. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản lại hỏi. Sau đó anh đã cứu em lên rồi. Thật vậy, anh xin thề, xin hứa, xin đảm bảo. Diệp Mộ Phàm len lén nhìn Diệp Oản Oản một cái, cực kỳ chột dạ. Em còn nhớ thôn chúng ta ở quê có một người hàng xóm. Người hàng xóm này trước đó thấy chúng ta chơi đùa bên cạnh ao vôi, cũng không để ý, sau đó chớp mắt một cái, người này lại phát hiện ra bên cạnh ao vôi chỉ còn lại một mình anh, mà em không thấy đâu, hẳn là như vậy đi. Diệp Oản Oản chăm chú nhìn Diệp Mộ Phàm nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thân thể Diệp Mộ Phàm run lên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, Oản Oản căn bản đều nhớ cả. Em còn nhớ, hàng xóm sau khi không thấy em đâu, mở miệng hỏi anh, em đi nơi nào, anh trả lời như thế nào. Lập tức, khóe miệng Diệp Mộ Phàm bỗng rúm lại, chỉ có thể nói thật, người sáng xóm ở quê ấy thấy em chớp mắt một cái đã biến mất rồi, nên hỏi anh em đi nơi nào. Anh khi đó nhỏ dại, hoảng đến nói không ra lời, cũng còn may em giãy giụa trong ao vôi, ló đầu lên. Hàng xóm sợ hãi lập tức đi gọi mẹ, mẹ vừa qua tới, một cái liền tóm lấy tóc của em, đem em từ trong ao vôi cứu ra. Diệp Mộ Phàm nói xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Oản Oản nghe vậy có chút cạn lời, cái con hàng này. Cũng may hàng xóm kịp thời chạy tới, nếu không. Chỉ bất quá, khi đó tuổi tác của nàng và Diệp Mộ Phàm cũng không lớn, Diệp Mộ Phàm lỡ tay đẩy nàng vào trong ao vôi,
cũng là bị kinh sợ, lòng rối như tơ vò, Diệp Oản Oản cũng không trách hắn. Chúng ta ở nông thôn, sinh hoạt trong thời gian cũng không ngắn, hẳn không vẻn vẹn chỉ có chuyện này đi. Diệp Oản Oản tiếp tục hỏi. Ở trong trí nhớ của nàng, cùng cha mẹ đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống, trong những chuyện nàng còn nhớ, quả thực chỉ có mỗi lần đó. Không rồi, thật sự không còn rồi. Diệp Mộ Phàm sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục. Ồ, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Mộ Phàm, thật không? Mãi một lát sau, Diệp Mộ Phàm bày ra vẻ mặt đưa đám, muội muội, em rốt cuộc muốn thế nào? Lần đó anh nói anh muốn làm thầy thuốc, sau đó lại dùng kim tiêm chứa đầy nước, đâm vào tay em có một chút mà thôi. Em khóc ré lên như heo bị cắt tiết, anh cũng không khá hơn chút nào mà. Anh còn bị cha mẹ treo lên cây quất cho mấy roi đấy. Ống tiêm mặc dù đâm vào trong cánh tay anh, nhưng so với anh bị ba mẹ treo lên đánh, hẳn cũng không là gì đi. Lời của Diệp Mộ Phàm vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản lại lâm vào trầm tư. Chuyện mà Diệp Mộ Phàm vừa nói với nàng, nàng lại không có chút ký ức mảy may hay ấn tượng nào. Chương 1229, lấy thư tình. Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản, bỗng nhiên cười nói, muội muội, mặc dù khi còn bé một mực đều là anh khi dễ em, nhưng khi trưởng thành ca ca thương em biết bao nhiêu. Lúc em lên cấp 2 đó, thích cái gã gì gì của lớp em đó. À đúng rồi, Lý Ngải Luân, viết thư tình cho cậu ta, bị anh bắt gặp. Không phải anh cũng không hề nói cho cha mẹ biết sao? Nếu khi đó anh nói cho cha mẹ, hậu quả sẽ thế nào, em cũng biết rồi đấy. Nghe Diệp Mộ Phàm nói như vậy, Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy như mình đang lơ lửng ở đâu trên 9 tầng mây. Chỗ sâu trong đầu nàng, căn bản không hề có chút ký ức nào về chuyện đó. Em yêu cầu anh không được nói cho bất cứ ai, anh cũng chưa bao giờ thất hứa, thề. Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt nói. Phải không, Diệp Oản Oản cố hết sức che giấu nỗi hốt hoảng trong lòng. Không phải sao, khi đó em mở miệng kêu người ta một tiếng Ngải Luân ca ca, kêu so với anh còn thân thiết hơn. Bức thư tình kia bị anh thu rồi, ở ngay tại trong phòng anh, đến bây giờ vẫn còn được cất giữ. Diệp Mộ Phàm cười chế nhạo nói. Thư tình đâu, Diệp Oản Oản lập tức hỏi. Không phải đã nói rồi sao, tại Diệp gia, trong phòng anh. Diệp Mộ Phàm nói. Được, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, lập tức đứng dậy, về nhà. Hích, này này, trở về làm gì? Công ty còn có việc đấy. Diệp Mộ Phàm lập tức phản đối. Lấy thư tình, Diệp Oản Oản không cho Diệp Mộ Phàm thời gian phản ứng, túm lấy cánh tay Diệp Mộ Phàm. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm hai người lái xe đi tới Diệp gia. Đối với sự khác thường hôm nay của Diệp Oản Oản, trong lòng Diệp Mộ Phàm mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không mấy xem là chuyện to tát. Là con gái đó nha, từ trước đến giờ đều là như thế, thế nào chẳng có một hai ngày khó ở. Bên trong phòng của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản lục lọi khắp nơi, Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi, đã tìm được chưa? Chờ đã, kỳ quái, anh còn nhớ hẳn là để ở chỗ này. Diệp Mộ Phàm lẩm bẩm trong miệng. Mà rốt cục nửa giờ sau, Diệp Mộ Phàm từ dưới gầm giường, tìm ra được một bức thư vô cùng cũ kỹ. Bức thư được viết trên một tờ giấy màu xanh da trời, phía trên có vẽ hai con bướm, có cảm giác rất có tuổi, chẳng qua là trên bức thư đã tràn đầy cho bụi. Lúc này, Diệp Mộ Phàm đem lớp cho bụi trên bức thư phủi đi, nhìn Diệp Oản Oản, đem bức thư màu xanh da trời quơ quơ ở trước mặt nàng, có vẻ đầy hứng thú nói, muội muội, em nói xem. Vật này nếu như anh giao cho bạn trai hiện tại của em. Nhưng mà, lời còn sót lại, đã bị một cái trợn mắt của Diệp Oản Oản cưỡng chế thu hồi trở về. Nhận lấy bức thư Diệp Mộ Phàm đưa tới, Diệp Oản Oản không kịp đợi, vội đem bức thư mở ra. Nội dung trong thư, lại xa lạ như vậy, nàng không có chút ấn tượng nào. Mà cái người gọi là bạn học hồi cấp 2 Lý Ngải Luân, Diệp Oản Oản cũng không có chút ấn tượng mảy may. Nếu như, là những rung động đầu đời, người bình thường, đủ để nhớ kỹ cả đời. Nhưng còn nàng, tựa như, đoạn ký ức này, căn bản chưa bao giờ có. Nếu như, chính mình thật sự cũng không phải là Diệp Oản Oản, mà chẳng qua chỉ là trải qua thôi miên sâu, bị cưỡng ép rót vào ký ức của Diệp Oản Oản, điều này có thể được giải thích hợp lý. Tư Dạ Hàn không có khả năng biết được hết thảy mọi thứ của Diệp Oản Oản, nhất là bức thư tình này lại càng không. Bị Diệp Mộ Phàm bắt gặp, sự thầm mến thửa còn ngây ngô bị chặn đứng từ trong trứng nước. Chuyện này, chỉ có Diệp Mộ Phàm và Diệp Oản Oản hai người biết được, coi như Tư Dạ Hàn có năng lực ngút trời, cũng tuyệt đối sẽ không biết đến loại chuyện này.
Nếu không biết, đoạn ký ức này đương nhiên sẽ không bị cưỡng ép rót vào trong đầu nàng, trở thành trí nhớ của nàng. Sau khi đem bức thư tình tuổi mới lớn đã, chết hiểu, này xem xong, Diệp Oản Oản tận lực ổn định lại tâm tình. Bức thư này, Diệp Oản Oản có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải là chính mình viết. Mỗi một chữ, hay là cả những hình vẽ đặc biệt, đều không có bất kỳ chút quan hệ nào đối với bản thân nàng. Chương 1230, biến thành người khác. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, trong đầu Diệp Oản Oản lại lần nữa hiện ra nội dung của chiếc CD trong thư phòng tư gia kia. Chẳng lẽ nói, tất cả nội dung trên đoạn video kia, đều là sự thật được ghi lại, nữ nhân nằm trên chiếc giường của viện nghiên cứu xa lạ kia lại chính là nàng, còn ký ức vốn có của nàng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, chính nàng căn bản cũng không phải là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản từ nhiều năm trước cũng đã chết trong đợt khủng bố tấn công ở nước ngoài, mà nàng sở dĩ lại trở thành Diệp Oản Oản, hoàn toàn là bởi vì những ký ức này là do Tư Dạ Hàn cưỡng ép truyền vào trong đầu nàng. Nhưng mà, nếu như nàng không phải là Diệp Oản Oản, vậy nàng rốt cục là ai? Mà Tư Dạ Hàn tại sao lại muốn thanh trừ ký ức nguyên bản của nàng, cưỡng ép truyền cho nàng ký ức của Diệp Oản Oản? Vậy quan hệ khi trước của nàng và Tư Dạ Hàn là như thế nào? Là địch nhân sao? Còn nữa, nếu như hết thảy đều là âm mưu của Tư Dạ Hàn, vì sao anh ta phải đối xử với mình như thế? Mục đích của Tư Dạ Hàn, rốt cục là gì? Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản như muốn nổ tung. Nàng không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận được, việc Tư Dạ Hàn lại thanh trừ trí nhớ của mình, cưỡng ép nàng biến thành một người khác. Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, hơi nhíu mày, thấp giọng mở miệng hỏi. Thấy Diệp Oản Oản cũng không mở miệng nói chuyện, Diệp Mộ Phàm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, bàn tay phải nhẹ nhàng khoác lên vai trái của nàng. Nhưng mà, bàn tay của Diệp Mộ Phàm còn chưa kịp đặt xuống, cơ hồ theo bản năng, liền bị Diệp Oản Oản bắt lại, tiến vào trạng thái hoàn toàn phòng ngự. Đau quá đau, gãy tay mất, lúc này, Diệp Mộ Phàm kêu thảm một tiếng. Diệp Oản Oản lúc này mới hồi phục lại tinh thần, liền vội vàng buông lỏng tay ra. Muội muội, em sao vậy? Nếu không phải là anh lúc đầu đem bức thư tình gửi phong chó má đó xử lý, em hiện tại có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như vậy sao? Em còn không cảm ơn ca ca, lại còn ghi hận trong lòng, ra tay đả thương ca. Thiên lý ở đâu? Diệp Mộ Phàm tay phải xoa xoa tay trái, hừ hừ nói trong miệng. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Diệp Mộ Phàm lại nói, bất quá, em đây cũng quá khoa trương rồi, em khi nào lại trở nên bạo lực như vậy rồi? Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, bạo lực không đáng sợ, đáng sợ chính là, bạo lực này được nắm giữ trong tay của Diệp Oản Oản. Muội muội, em thế này cũng quá không khoa học rồi, chỉ học taekwondo một thời gian ngắn liền có thể trở nên mạnh như vậy. Nhất là sau khi em uống rượu say, những người được gọi là cường giả cấp bậc đại sư, anh thấy hẳn cũng không bằng em đâu. Diệp Mộ Phàm nói. Diệp Mộ Phàm nói những lời này, lại khiến cho Diệp Oản Oản trở nên nhạy cảm. Sau khi em say rượu, rốt cuộc trở thành cái dạng gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, trước khi uống say, em là em gái anh. Uống say thì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Uống say, Diệp Mộ Phàm bĩu môi, sau khi uống say, em là tổ tông anh. Diệp Oản Oản. Sau khi em uống say xong, một cú đấm có thể đem một chiếc xe đấm thủng thành một lỗ to, nhìn thấy trai đẹp một chút liền muốn trêu ghẹo. Có cảm giác như hoàn toàn biến thành một người khác. Diệp Mộ Phàm vô cùng bất đắc dĩ. Biến thành người khác à? Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Nguyên bản, Diệp Oản Oản đối với khả năng võ thuật của nàng, chỉ cho là mình có thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngút trời trên con đường võ học. Nhưng từ tình huống hiện tại mà xem, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Mình bất quá chẳng qua chỉ luyện tập taekwondo một khoảng thời gian mà thôi, dựa theo lẽ thường mà nói. Tuyệt đối không có khả năng nắm giữ kỹ năng võ thuật quá cao. Đúng như Diệp Mộ Phàm nói, cho dù là những người được gọi là cường giả taekwondo cấp bậc đại sư, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của chính mình. Chương 1231, vốn thuộc về chính nàng. Diệp Oản Oản tuy rất tự tin, nhưng lại không phải không biết tự lượng sức mình. Chính nàng luyện tập taekwondo thời gian rất ngắn, mà thiên phú trong quá trình tập luyện taekwondo cho thấy cũng có giới hạn nhất định. Huống chi thiên phú võ học chỉ là một mặt, tư chất khí lực lại là một mặt khác. Lùi 10.000 bước, cho dù thiên phú võ học của chính nàng thật sự rất cao, kỹ năng trong thời gian ngắn có thể luyện tập thuần thục, nhưng tư chất thể phách cần phải có một quá trình tích lũy lâu dài.
Như đám người Diệp Mộ Phàm từng nói, sau khi nàng uống rượu say xong, một quyền liền đem động cơ xe đập ra một lỗ thủng lớn. Đây chính là dùng sức trâu bò thuần túy mới có thể làm được. Sức của chính bản thân mình, Diệp Oản Oản hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Đừng nói chính nàng không rèn luyện bao nhiêu, cho dù rèn luyện theo kiểu phổ thông mấy năm, thậm chí mấy chục năm, với người bình thường mà nói, cũng tuyệt đối không thể nào dùng một cú đấm đem một khối sắt đập bẹp. Nếu như, chính nàng cũng không phải là Diệp Oản Oản, tất cả ký ức đều là bị Tư Dạ Hàn cưỡng ép xót vào, vậy sức mạnh dị thường của nàng khi say rượu bộc phát ra, cùng thiên phú võ học phi thường của nàng, chắc hẳn là của chính bản thân nàng trước khi bị xóa đi ký ức. Nếu như, chính nàng thật sự không phải là Diệp Oản Oản, vậy những thành tựu võ học trước đó vốn không biết từ đâu ra, giờ đã hoàn toàn có thể được giải thích dễ dàng. Hết thảy, đều là thuộc về chính bản thân của nàng lúc trước. Nhưng mà, nàng lại đánh mất toàn bộ những ký ức vốn nên thuộc về mình, trở thành Diệp Oản Oản cùng nàng không có chút quan hệ nào. Ta, đến tột cùng là ai? Diệp Oản Oản thân thể khẽ run, đáy mắt là một mảnh mê mang. Cái gì mà, ta là ai? Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, chuông điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến, chính là Nhiếp Vô Danh. Lúc này, Diệp Oản Oản đem điện thoại kết nối. Alo, âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra. Sao vậy? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Alo, cô nói cái gì? Chỗ tôi tín hiệu không tốt, tới tiệm ăn Vĩnh Yên, nửa giờ sau gặp. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, Nhiếp Vô Danh cũng đã cúp điện thoại. Tiệm ăn Vĩnh Yên trong miệng Nhiếp Vô Danh, chính là cửa tiệm mà Diệp Oản Oản lần đầu tiên gặp năm người bọn họ. Ai vậy? Diệp Mộ Phàm mở miệng hỏi. Một người bạn. Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, chậm rãi mở miệng nói, bạn tìm em đi trước đây. Nghe vậy, Diệp Mộ Phàm gật đầu một cái, em đi đi, công ty còn có chút chuyện cần xử lý, anh không đi cùng được. Diệp Oản Oản, nguyên bản không có ý định để cho hắn cùng đi. Tiệm ăn Vĩnh Yên. Ông chủ, cho một phần há cảo. Thần hư đạo nhân cà tơn đi vào trong tiệm ăn, nhìn thấy ông chủ tiệm thân quen, liền mở miệng gọi món. Được. Chủ tiệm liếc thần hư đạo nhân một cái. Nhưng mà, cái nhìn này, lại khiến cho chủ tiệm nhất thời sửng sốt một chút. Mấy người kia, hắn hóa thành cho cũng có thể nhận ra được, ấn tượng ban đầu của ông về bọn họ, chính là một đám ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo. Vậy mà mấy, vị đại gia, này ngay cả tiền để trả cho một phần ăn cũng không trả được, suýt nữa đã bị ông, làm thịt. Có tiền, ông chủ tiệm ăn nhìn thần hư đạo nhân, mở miệng hỏi. Cái gì gọi là có tiền, đạo gia thiếu tiền sao? Lúc này, thần hư đạo nhân móc túi lấy ra hai tờ tiền giấy mệnh giá 50 tệ sao, cười lạnh nói, ông chủ, lấy cho tôi phần ăn theo số tiền này. Sao theo tỷ giá hiện tại 100 nhân dân tệ Trung Quốc tương đương khoảng 340.000 đồng Việt Nam? Các cậu có mấy người? Ông chủ nhận lấy tiền, nhìn thần hư đạo nhân hỏi. 6 người, thần hư đạo nhân mở miệng. Thần hư đạo nhân dứt lời, đã xoay người đi vào trong phòng ăn. Chỉ còn lại ông chủ nhìn hai tờ tiền giấy 50 tệ mặt đầy mộng bức. Bên trong phòng ăn, thần hư đạo nhân cùng mấy người Nhất Chi Hoa từng người ngồi sát cạnh nhau. Đội trưởng cùng Cà Lam đâu, làm thế nào còn chưa tới? Nhất Chi Hoa nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng Băng Sơn Nam, mở miệng hỏi. Lời tác giả, cùng mọi người thương lượng chuyện này, tên Việt Nam, cũng như trong bộ truyện này có nhiều nhân tố khá hồi hộp. Loại tiểu thuyết này một khi bị spoiler kể trước liền giống như Conan thông báo trước cho bạn hung thủ là ai vậy, rất ảnh hưởng đến cảm giác hứng thú khi đọc. Cho nên hy vọng các bảo bảo vào những lúc buồn chán không nhịn được, cũng đừng nên kể trước nội dung chuyện, sẽ làm ảnh hưởng tới những độc giả đến sau. Thời điểm ngày đó ta viết về Tịch Ca, đi dạo một vòng qua phần bình luận, nhìn thấy những bạn đọc đã đọc trước, lại đi bình luận về quan hệ của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm, và đại boss phía sau màn là ai, trái tim đều bể thành cặn bã. Sao mặt buồn sao? Lời converter vô vô, phần này editor để nguyên không sửa tính xuyên kịch một chút, nhưng mà nghe tác giả bảo vậy thì thôi vậy, thực ra trong chuyện này cũng chả có gì to tát cả, chỉ là vài bạn làm quá lên mà thôi. Nên nhớ một chuyện cực kỳ quan trọng, Diệp Oản Oản là trọng sinh, nhắc lại trọng sinh ba lần cho nhớ, cho dù với khả năng của Tư Dạ Hàn hay bất kỳ thế lực nào đều không thể tính toán được tương lai trước đâu. Trừ khi có người nào đó dám chơi thôi miên số lượng lớn. Thôi ta nhắc đến đây thôi, mọi người đọc truyện thì để giải trí thôi, không nên làm quá vấn đề chuyện ảo hay không ảo tưởng,
nếu so sánh với Nam Tần thì chuyện này là quá đỗi bình thường rồi, nói thật bên chuyện Nam nó còn nhiều cái máu chó hơn như vậy nữa, v. Chương 1232, nhưng cậu có tiền mà. Băng Sơn Nam ngồi ở dưới luồng không khí mát rượi của máy điều hòa, đầu cũng không thèm quay lại, cũng không hề có dáng vẻ muốn mở miệng nói chuyện. Làm sao tôi biết được, Thần Hư đạo nhân bĩu môi, đội trưởng đi đặt vé máy bay rồi. Tên cả Lâm này nếu không muốn đi, liền để hắn ở lại chỗ này tiêu dao sung sướng vậy. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân rời rạc. Trong nháy mắt, Phong Huyền Diệc từ phía ngoài đi vào trong phòng ăn. Đội trưởng đâu? Phong Huyền Diệc đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một ly nước đá, ánh mắt đảo qua đám người Nhất Chi Hoa. Đi đặt vé máy bay rồi, còn chưa tới. Thần Hư đạo nhân mở miệng. Phong Huyền Diệc gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng a, đội trưởng lần này ngược lại là thật cam lòng, thực sự lại muốn đặt vé máy bay để trở về rồi. Nghe vậy, ngoại quốc rời gạch nhìn Phong Huyền Diệc, cười hắc hắc, nghĩ lại cũng có chút hơi kích động, thời điểm chúng ta đến đây, ngồi thuyền lênh đênh, suýt chút nữa đã chìm chết. Đội trưởng, đặt vé máy bay, anh ấy có tiền không? Phong Huyền Diệc ăn một miếng há cảo, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nghe được lời này của Phong Huyền Diệc, ánh mắt của bốn người bọn Nhất Chi Hoa, trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào trên người Phong Huyền Diệc. Đội trưởng không có tiền, nhưng cậu có tiền à nha? Tiền vé máy bay là dùng tiền lương tại Tư gia để đặt. Thần Hư đạo nhân mở miệng nói. Cậu nói cái gì? Phong Huyền Diệc trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên một cái, khoản tiền kia là con mẹ nó hắn làm ám vệ ở Tư gia thời gian dài như vậy, chính là tiền mồ hôi nước mắt nhọc nhằn khổ sở, đánh đổi bằng biết bao lần vào sinh ra tử đó. Đội trưởng lừa gạt hắn, nói muốn giữ giúp hắn, ngược lại làm ám vệ Tư gia bình thường cũng không dùng đến tiền làm gì. Chưa từng nghĩ, cái này con mẹ nó, đem tiền mồ hôi nước mắt mình khổ cực tích góp được, toàn bộ đều cầm đi đặt vé máy bay. Đúng rồi, Cà Lâm, cậu tại Tư gia làm ám vệ, tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Ngoại quốc rời gạch đầy hiếu kỳ hỏi. Lại nói có vé máy bay để quay về, còn có thể không tiện nghi sao? Trước đó đội trưởng còn nói đi đặt vé hạng VIP cơ mà. Ám vệ phổ thông, mỗi tháng 15.000. Ám vệ đội trưởng, mỗi tháng 50.000. Phong Huyền Diệc lẩm bẩm trong miệng. Sao theo tỷ giá hối đoái CNYVND hiện nay tương đương 51 triệu và 170 triệu đồng Việt Nam một tháng tương ứng. Chửi thề một tiếng, 50.000. Thần Hư đạo nhân suýt nữa không nhịn được nhảy cẫng lên, hắn đây nhọc nhằn khổ sở mỗi ngày đều ở bên ngoài coi bói coi tay cho người ta, gom góp lay lắt sống qua ngày, mỗi ngày bất quá kiếm được vài chục tệ, có lúc cả ngày đều không làm ra được nổi một khắc. Suốt dòng dã cả tháng trời, bình thường thì được khoảng 800 đến 900. Thời điểm vận khí tốt thì được 1.000 đến 2.000. Cái này con miệng nó, Phong Huyền Diệc ở tại Tư gia, thời điểm còn làm ám vệ phổ thông, không có việc gì chỉ cần ngồi nói phét, đánh bài, mỗi tháng có thể kiếm 15.000, sau này làm ám vệ đội trưởng, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc hóng gió ăn dưa hấu, mỗi tháng 50.000. Cậu đưa đội trưởng bao nhiêu tiền? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc hỏi. Một năm tiền lương, toàn bộ con miệng nó đều bị đội trưởng lừa gạt đi rồi. Phong Huyền Diệc lấy ra sổ tay, cẩn thận lật xem, chỉ sau chốc lát, mặt tối sầm lại không ngóc đầu lên nổi, nhìn về phía Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa, tiền lương một năm nay, tổng cộng được 400.000. Tôi còn miệng nó một năm này, chi tiêu cho bản thân mới có vài ngàn đồng. Tiền cậu cũng đừng nghĩ tới nữa. Từ nơi này trở về Độc Lập Châu, máy bay còn phải chuyển vài chuyến, còn phải ngồi du thuyền. Đội trưởng đi đặt đều là ghế hạng nhất, du thuyền đặt cũng là đặt loại sang trọng nhất. Thần Hư đạo nhân cười nói. Phong Huyền Diệc hít một hơi thật sâu, không nhịn được ý nghĩ muốn đập chết mấy con hàng trước mặt mình. Hóa ra tiền mồ hôi nước mắt chính mình một năm này nhọc nhằn khổ sở kiếm được, toàn bộ lại đều để phục vụ cho bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Phong Huyền Diệc châm một điếu xì gà, trên mặt khôi phục lại dáng vẻ đạm mạc, nói chính sự. Nghe Phong Huyền Diệc nói như vậy, Thần Hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa bỗng đều sững sờ, ngẩn người ra. Bây giờ còn có chính sự gì? Chương 1233, âm mưu lớn hơn. Tôi ẩn bên trong Tư gia đã hơn một năm, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Oản Oản và Nhị Tiểu Thư hẳn là có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Có lẽ, Diệp Oản Oản chính là Nhị Tiểu Thư. Phong Huyền Diệc đảo mắt qua bốn người một cái, mở miệng nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Thần Hư đạo nhân lắc đầu một cái, Cà Lâm, phỏng chừng cậu còn chưa nắm được thông tin. Nhị Tiểu Thư đã tìm được.
Thần hư đạo nhân vừa dứt lời, chân mày Phong Huyền Diệp bỗng nhíu lên, Vô Ưu tiểu thư. Đã tìm được. Dĩ nhiên là tìm được, nếu không đội trưởng làm sao lại có thể đồng ý đi đặt vé máy bay để cho chúng ta cùng nhau trở về. Nhất Chi Hoa ngữ khí vô cùng khẳng định, gật đầu một cái. Phải không, nơi đáy mắt của Phong Huyền Diệp lóe lên một vệt sáng hoài nghi. Hắn sở dĩ ẩn thân bên trong Tư gia đã hơn một năm, tất cả đều là bởi vì có Diệp Oản Oản. Đối với Nhiếp Vô Ưu, Phong Huyền Diệp mặc dù biết không nhiều, nhưng từ tin tức mà Nhiếp gia lấy được, Diệp Oản Oản rất có khả năng chính là Nhiếp Vô Ưu. Mới đầu, Phong Huyền Diệp vẫn không có cách nào xác định, nhưng từ lần trước sau khi chứng kiến trạng thái của Diệp Oản Oản sau khi say rượu, lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu. Duy có một điểm, khiến cho Phong Huyền Diệp không cách nào hiểu được. Nếu như Diệp Oản Oản chính là nhị tiểu thư Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, vậy vì sao nàng hoàn toàn quên sạch quá khứ, cũng có thân phận của Diệp Oản Oản? Hơn nữa, Phong Huyền Diệp đã điều tra qua quá khứ của Diệp Oản Oản, từ quá trình trưởng thành đến thân phận hiện tại, cơ hồ đều không sơ hở nào để có thể kết luận. Mãi đến khi gia chủ Tư gia Tư Dạ Hàn mất tích, Phong Huyền Diệp tiến vào thư phòng của Tư Dạ Hàn điều tra, trong lúc vô tình mới thấy được cặp văn kiện có ký hiệu là D, O, O kia, cũng tìm ra được chiếc đĩa CD làm cho người ta hoảng sợ. Tất cả chân tướng, từ lúc đó trở đi mới được làm sáng tỏ. Thân phận thực sự của Diệp Oản Oản, tất nhiên là Nhiếp Vô Ưu, chỉ bất quá, đã bị Tư Dạ Hàn mời người dùng thủ đoạn thôi miên sâu, cưỡng ép xóa sạch ký ức của Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa, anh ta còn khiến Nhiếp Vô Ưu tiếp nhận ký ức của Diệp Oản Oản. Điều này cũng giải thích thuyết phục, vì sao Nhiếp Vô Ưu lại lấy thân phận của Diệp Oản Oản xuất hiện, hoàn toàn không biết được sự thật chính mình là Nhiếp Vô Ưu. Thậm chí ngay cả anh ruột của mình là Nhiếp Vô Danh cũng không nhận ra. Ban đầu, Nhiếp Vô Danh suy đoán, em gái của mình Nhiếp Vô Ưu, có thể là theo dã nam nhân nào đó bỏ nhà trốn đi. Bất kể Tư Dạ Hàn có phải là dã nam nhân đó hay không, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Tư Dạ Hàn vì sao phải xóa sạch ký ức của Nhiếp Vô Ưu, để cho nàng biến thành Diệp Oản Oản, Phong Huyền Diệp tạm thời vẫn chưa thể điều tra rõ ràng. Nhị tiểu thư rốt cuộc đã tìm được, thời gian cực khổ của chúng ta bấy lâu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, thật là cảm ơn trời đất. Khuôn mặt Nhất Chi Hoa tràn đầy hạnh phúc. Nghe vậy, Phong Huyền Diệp lại không hề hé răng nửa lời. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sau khi Phong Huyền Diệp từ trong thư phòng của Tư Dạ Hàn điều tra rõ thân phận của Diệp Oản Oản xong, liền đã có thể xác định, Diệp Oản Oản chính là Nhiếp gia nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu. Nhưng phía trên lại bỗng nhiên truyền tới tin tức, nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu đã tìm ra được. Từ trên logic mà nói, loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu như, Diệp Oản Oản, vẫn còn ở Hoa Quốc, mới là Nhiếp gia nhị tiểu thư thứ thiệt, như thế vị Nhiếp Vô Ưu tìm được tại Độc Lập Châu kia, lại là người nào? Nàng làm thế nào lại có thể đủ khả năng lừa gạt gia chủ và phu nhân, hơn nữa làm cho cả Nhiếp gia đều tin chắc không hề nghi ngờ. Giờ phút này, Phong Huyền Diệp nhéo mi tâm một cái. Chuyện này, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Có lẽ, ở đằng sau đó, còn có một âm mưu lớn hơn chưa được tiết lộ. Nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu mất tích như thế nào? Tại sao nàng lại cùng Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, thậm chí còn bị Tư Dạ Hàn tự mình thanh trừ đi sự thật nàng là Nhiếp gia nhị tiểu thư của Độc Lập Châu? Chương 1234, đầu mối quan trọng. Còn nữa, lần này, Nhiếp Vô Ưu mà Nhiếp gia tìm về được ở Độc Lập Châu, lại là thần thánh phương nào? Mà vừa vặn ngay khoảng thời gian này, Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn lại cũng mất tích đầy ly kỳ bí ẩn. Giữa hai người này, có thể có liên hệ với nhau hay không? Cho dù là một nhân vật giỏi như Phong Huyền Diệp, đối với cả chuỗi sự kiện này, lại cũng như tìm hoa trong gương, trăng trong nước, hoa cỏ trong sương mù, khó mà thấy rõ được chân tướng. Bỗng nhiên trong lúc đó, chuông điện thoại di động của Nhất Chi Hoa vang lên, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến, Nhất Chi Hoa đứng dậy, tôi đi ra ngoài nhận một cú điện thoại. Bên ngoài quán ăn lớn, Nhất Chi Hoa đem điện thoại di động đặt ở bên tai, gật đầu liên tục, tôi hiểu rồi. Chỉ bất quá, lúc nãy cái tên cả Lâm Phong Huyền Diệp kia có nói, Diệp Oản Oản mới có thể thực sự là nhị tiểu thư, chuyện này. Không biết người nào đó ở đầu kia điện thoại lại nói cái gì, Nhất Chi Hoa sau khi gật đầu, liền cúp điện thoại. Làm gì vậy? Nhất Chi Hoa mới vừa cúp điện thoại, Nhiếp Vô Danh liền nghênh ngang từ xa xa chậm rãi đến gần. Trong nhà gọi điện thoại tới, Nhất Chi Hoa nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nghe vậy,
Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, nói, vé máy bay đều đã đặt xong, ngày mai chúng ta liền trở về. Nhưng mà, đội trưởng, vị trong nhà kia, thật sự là nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu sao? Nhất Chi Hoa vô cùng tò mò hỏi. Nói nhảm, Nhiếp Vô Danh lườm Nhất Chi Hoa một cái, ba mẹ tôi còn có thể nhận sai hay sao? Không phải vậy, đội trưởng, nhị tiểu thư mất tích nhiều năm như vậy, tướng mạo bây giờ so với nhiều năm trước khẳng định không giống nhau. Vẫn là nên cẩn thận một chút, Nhất Chi Hoa mở miệng nói. Tôi thấy là cậu ngứa ra muốn ăn đòn, Nhiếp Vô Danh cười lạnh nói, ba mẹ tôi cùng tam muội còn có thể nhận sai được sao? Được rồi, nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Nhất Chi Hoa cùng Nhiếp Vô Danh hai người, đi vào bên trong phòng ăn của tiệm ăn lớn. Phong Huyền Diệc, trước cậu nói với tôi ở trong điện thoại, có đầu mối quan trọng gì đó. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhiếp Vô Danh ngồi xuống, nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệc nói. Đội trưởng, trong nhà bên kia, xác định là nhị tiểu thư đã tìm được sao? Phong Huyền Diệc nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh gật đầu nói, xác định, cái con nhà đầu chết tiệt này mấy năm nay ở bên ngoài tung bay nhảy múa, mấy ngày trước mới vừa bị tìm ra. Cha mẹ tôi và tam muội đều đã xác nhận, nó chính là cái con nhà đầu chết tiệt kia. Được, vậy thì không có chuyện gì rồi. Phong Huyền Diệc nói, tình huống hôm nay, đã hết sức rõ ràng, bao gồm cả Nhiếp Vô Danh trong đó, thậm chí còn là gia chủ và phu nhân, còn có đám người tam tiểu thư, đều hết sức xác định cái thứ hàng giả đó lại chính là Nhiếp Vô Ưu. Dù cho Phong Huyền Diệc có nói thêm gì đi nữa, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Như hắn đem sự thật nói ra, Nhiếp gia bên kia có tin tưởng hay không còn là một ẩn số, mà hậu quả nghiêm trọng nhất, rất có khả năng sẽ đem đến họa sát thân cho nhị tiểu thư thật sự. Nếu đã dám giả mạo Nhiếp gia nhị tiểu thư, tất nhiên sẽ không phải là hạng đơn giản. Có lẽ, chuyện này không tránh khỏi có chút ít quan hệ với một số vị cao tầng của Nhiếp gia. Nếu để cho người bên cạnh biết được Diệp Oản Oản mới chính là nhị tiểu thư thật sự, chỉ sự sẽ kích thích sát cơ của đám người đằng sau màn. Chỉ một khi đem hết thảy mọi chuyện điều tra làm rõ xong, Phong Huyền Diệc mới có thể biết được rốt cuộc nên xử lý chuyện này như thế nào. Mà trước khi hết thảy mọi thứ còn chưa điều tra rõ được, tốt nhất là không nên khinh cử vọng động, cũng không thể lại nói lung tung. Không bao lâu, ông chủ tiệm ăn lại bưng thêm vài món đồ ăn đi vào trong phòng, tùy ý đặt vào trên bàn ăn. Ông chủ, thịt đâu? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm ông chủ tiệm, lại nhìn chằm chằm vài món đồ ăn ở trên bàn, mặt đầy vẻ khó chịu. Chương 1235, ông chủ này cũng quá gian dối. 6 người ăn có 100 đồng tiền, còn đòi ăn thịt. Ăn thì ăn, không ăn thì cút đi. Ông chủ tiệm ăn lớn tỏ vẻ đầy khinh bỉ liếc qua mấy người Nhiếp Vô Danh và Nhất Chi Hoa, xoay người rời đi. Băng Sơn Mỹ Nam. Đội trưởng, lần này tôi sẽ không cùng các anh trở về, bên này còn có chút chuyện cần phải làm, chờ tôi xử lý xong lại nói. Phong Huyền Diệc mở miệng nói. Cậu không trở về, không quay về thì nói sớm chứ, vé máy bay của cậu tôi cũng đều đã mua rồi. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Khi nào quay về? Nhớ đem tiền chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của tôi, đi trước đây. Dứt lời, Phong Huyền Diệc xoay người rời đi. Nửa giờ sau khi Phong Huyền Diệc rời đi, ông chủ tiệm ăn mới đem thức ăn mang lên đủ. Tôi không phải là cho cậu 200 đồng tiền, bảo cậu chuẩn bị chút thức ăn ngon, cậu con mẹ nó xem thử đây là cái thứ đồ chơi gì. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía thần hư đạo nhân. Ặc, đội trưởng, tôi đã đặt phần ăn trị giá 200 cơ mà. Không sai mà. Đây chính là phần ăn trị giá 200 tệ. Thần hư đạo nhân thề son thề sắt, một tờ giấy 100 tệ, nào đó, bị hắn thọc tay nhét sâu hơn vào trong quần, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chửi thề một tiếng, ông chủ này cũng quá gian dối. Nhiếp Vô Danh không hề biết số tiền đã bị thần hư đạo nhân biển thủ mất một nửa, cau mày mở miệng. Vừa dứt lời, Diệp Oản Oản lúc này mới lững thững bước tới, đi vào bên trong phòng ăn. Hữu Danh muội, mau ngồi đi. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Nhiếp Vô Danh mặt đầy tươi cười nói, khoảng thời gian này khổ cực cho cô rồi, mời cô ăn một bữa ngon, tôi đãi. Nghe được lời này của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về những thứ đồ ăn trên mặt bàn. Giá xào đỗ tương, đậu xanh rau mầm, khoai tây bào sợi, cà tím kho tàu, canh cà chua trứng, còn có một dĩa trống, hình như là há cảo đã bị bọn họ ăn sạch. 5 người, 4 món ăn một món canh. Lại còn con miệng nó toàn là thức ăn. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức,
cái này đúng thật là một ăn bữa ngon. Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, ngồi xuống. Oản Oản muội muội, mẹ ruột của cháu tôi đã tìm được, chúng tôi ngày mai cũng không ở đây nữa. Lần từ biệt này, có lẽ chính là vĩnh biệt, Nhiếp Vô Danh nhìn Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, không biết nói chuyện liền con mẹ nó đừng nói, cái gì mà vĩnh biệt chứ? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói. Nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản liền nhớ tới Đường Đường. Không thể không nói, hai người cậu cháu này, chỉ từ diện mạo mà nói, quả thực có mấy phần tương tự. Đường Đường, có khỏe không? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh hỏi. Nghe được câu này, Nhiếp Vô Danh hơi có chút kinh ngạc, cái cô nàng Diệp Oản Oản này ở chung một đoạn thời gian ngắn ngủi với vị tiểu tổ tông đó, chẳng lẽ lại thật sự bồi dưỡng ra được tình cảm không vứt bỏ được. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Danh lại có chút không cách nào hiểu được, gặp mặt vị tiểu tổ tông mà chính mình hận không thể cách xa 10 vạn 8 ngàn dặm, thì có chỗ nào tốt? Không phải vốn là nên mãi mãi không nên gặp mới tốt hay sao? Đường Đường trở lại Độc Lập Châu đã mấy ngày nay, trong đầu của Diệp Oản Oản cũng không ngừng hồi tưởng lại từng ly từng tí khi sống chung cùng với Đường Đường. Chẳng qua là đáng tiếc, có lẽ đời này cũng không còn cách nào gặp nhau. Hết thảy đều tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, như mơ như mộng, Đường Đường có lẽ chẳng qua là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng, nhưng phân lượng của người khách qua đường này lại quả thực hơi nặng một chút. Tôi sao mà biết nó có khỏe hay không, ngược lại trong trí nhớ, tiểu tổ tông kia chưa bao giờ không khỏe cả. Nhiếp Vô Danh theo bản năng nói. Nghe vậy, Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân nhất thời liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Không thể không nói, người đội trưởng này của bọn họ, chỉ số thông minh thực sự là có chút thấp. Không có một thân tuyệt thế võ học, quả thực chính là nuôi lấy phân. Hữu Danh lão bản rõ ràng là đang nhớ tiểu ma đầu, có được hay không? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh chợt vang lên. Lấy điện thoại di động ra, Nhiếp Vô Danh sau khi liếc mắt một cái, sắc mặt, mà biến đổi, chính là cuộc gọi video của tiểu ma đầu. Chương 1236, mẹ có khỏe không? Mẹ ruột đều đã tìm được, còn làm phiền tôi làm gì? Nhiếp Vô Danh lẩm bẩm một câu trong miệng, nhưng đành bất đắc dĩ chỉ có thể kết nối video. Trong video, một nơi bên trong trang viên, tiểu ma đầu mặc một thân tiểu Âu phục màu đen phong cách Anh, đang ngồi ở trong đại sảnh. Tiểu tổ tông, lại làm sao rồi? Nhiếp Vô Danh nặn ra mặt mày vui vẻ. Đường Đường trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh trong video, chậm rãi mở miệng nói, mẹ, có khỏe không? Mẹ con có khỏe hay không? Con đi hỏi bà nội đi, nha. Không đúng, chính con cũng đang ở nhà cơ mà. Mẹ con có khỏe không làm sao con lại không biết? Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư đạo nhân, Nhất Chi Hoa, ngoại quốc rời gạch, băng sơn nam. Thần Hư đạo nhân không nhìn được trợn trắng mắt, ngay cả hắn cũng đều biết, mẹ trong miệng tiểu ma đầu này, rõ ràng chính là Hữu Danh lão bản của bọn hắn có được không? Đội trưởng đây rốt cuộc là chỉ số IQ biến dị đến mức nào mới có thể thấp được đến như vậy? Ta nói là, mẹ, tiểu ma vương lạnh lùng lườm Nhiếp Vô Danh. Mãi đến lúc này, Nhiếp Vô Danh sau khi được Nhất Chi Hoa nhỏ giọng nhắc nhở, mới rốt cục có phản ứng, mẹ trong miệng tiểu ma vương, chắc là Diệp Oản Oản ở đối diện. Ồ, mẹ con khỏe vô cùng nha, tại trong trí nhớ của ta, mẹ con chưa bao giờ có thời điểm không khỏe. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngay cả câu từ cũng không thèm thay đổi lấy một chút. Mẹ khỏe là tốt rồi, thanh âm của tiểu ma đầu tựa hồ có chút thất lạc, muốn nói cái gì, lại không hề nói ra. Trong con người ảm đạm chứa đầy vẻ cô đơn cùng nhớ nhung cũng đã đủ biểu đạt tâm tình của nhóc. Diệp Oản Oản nhìn thấy Đường Đường trong video, đáy mắt bỗng xuất hiện một tầng sương mù ảm đạm. Đang lúc này, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh khẽ đảo, ánh mắt Đường Đường liếc xéo qua lập tức thấy được người bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Mẹ, một khắc kia khi thấy được Diệp Oản Oản, con người của Đường Đường nhất thời sáng lên, tựa như có chứa ngàn vạn ngôi sao, giống như chùm sáng đầu tiên khi vũ trụ khai thiên tích địa. Đường Đường, ở nhà có khỏe không? Diệp Oản Oản thu liếm tâm trạng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nếu như có mẹ ở đây, sẽ tốt hơn. Hai con người của Đường Đường thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản không khỏi bật cười. Tên tiểu tử này, tương lai còn dài, sợ là sẽ có không biết bao nhiêu cô gái bị hắn làm mê hoặc đến chết đi sống lại đây. Mẹ, Đường Đường muốn nghe mẹ ca hát.
Đường Đường sau khi yên lặng một lát, ánh mắt mong đợi nhìn về Diệp Oản Oản nói. Trước đây, mỗi buổi tối đều là Diệp Oản Oản ở trước giường của Đường Đường ca hát dỗ cậu bé ngủ, mà sau khi trở lại Độc Lập Châu, tiếng hát quen thuộc không còn sót lại chút gì. Không phải là không thích ứng, mà thực sự cũng không có cách nào thích ứng. Mẹ, chúng ta, sau này còn có thể gặp mặt sao? Đường Đường chớp chớp mắt to, nhìn Diệp Oản Oản. Nhưng mà, lần này, Diệp Oản Oản cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trước đây nàng đã đáp ứng Đường Đường có cơ hội sẽ đi gặp cậu bé, nhưng mà, nguyện ước của nàng dù là tốt đẹp, nhưng để thực hiện lại là muôn vàn khó khăn, huống chi hiện tại ở trong nước cũng đã là tình thế vô cùng rối loạn. Độc Lập Châu vô cùng bài xích ngoại lai, người ngoài tùy tiện tiến vào, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà mẹ ruột của Đường Đường đã tìm được, cũng không có đạo lý nào nhóc sẽ lại quay trở lại Hoa Quốc. Hơn nữa, từ Độc Lập Châu đến Hoa Quốc, muôn sông nghìn núi, xa xôi cách trở. Có lẽ, duyên phận của nàng cùng Đường Đường, đã sớm tại thời điểm Đường Đường tìm ra mẹ ruột, cũng đã kết thúc. Đây là số mạng, không cách nào kháng cự được, cho dù trong lòng nàng và Đường Đường có muốn hay không, cũng không có cách nào. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, một cô gái tướng mạo tinh xảo đột nhiên đi vào phòng khách, trong tay bưng một chén canh vi cá, đi tới trước người Đường Đường. Đem canh vi cá ném ở một bên, sau khi thấy Diệp Oản Oản trong video, chân mày cô gái này nhíu sâu lại, Đường Đường, cô ta là ai? Chương 1237, lặp lại lần nữa thử xem. Là mẹ ta, Đường Đường nhàn nhạt mở miệng. Nói bậy nói bạ, cô gái nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Hơi có chút không vui, mẹ ngươi và bà ngoại sẽ lập tức tiến vào, ngươi nghịch ngợm tự do phóng khoáng như vậy, tùy tiện tìm một con A Miêu A Cẩu đều gọi mẹ. Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Không đợi cô gái kia nói xong, bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh từ trong tay của Diệp Oản Oản đoạt lấy điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái kia, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đại ca, cô gái nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chân mày nhíu lại. Người ta ở tại Hoa Quốc chăm sóc Đường Đường lâu như vậy, lại còn là bạn của ta, ngươi không câm miệng lại cho ta, trở về ta đánh nát miệng ngươi. Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát lên. Em làm sao biết được, cô gái kia mặt đầy vẻ ngơ ngác, bên em mới vừa vào tới đã nhìn thấy Đường Đường hướng về cô gái trong video kia gọi mẹ, ai ngờ lại là bằng hữu của anh nổi nóng làm gì? Là như vậy phải không? Nhiếp Vô Danh xoay người nhìn về phía thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa. Hình như là như vậy đi, Nhất Chi Hoa gật đầu một cái. Cô gái bên trong video bên cạnh tiểu ma đầu, chính là tam tiểu thư của Độc Lập Châu Nhiếp gia, dì nhỏ của Đường Đường, tam muội của Nhiếp Vô Danh. Ồ, Nhiếp Vô Danh, ồ, một tiếng. Đang nói chuyện, một vị phu nhân tướng mạo cử chỉ ưu nhã, ăn mặc đắt tiền, cùng một nữ nhân tướng mạo xuất chúng sóng vai đi vào phòng khách. Tiểu tam, còn ở đây ồn ào cái gì, cho Đường Đường ăn sao? Phu nhân cao quý tiến lên, nhìn về phía tam tiểu thư Nhiếp gia. Còn không đợi tam tiểu thư mở miệng, phu nhân bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video. Lúc này, sắc mặt của phu nhân nhất thời bỗng lạnh xuống. Từ sau khi Đường Đường trở về Độc Lập Châu, tâm tình vẫn luôn không ổn, mỗi khi nằm mơ thậm chí còn kêu cái người ở Hoa Quốc đó bằng mẹ. Đường Đường, ta mới là mẹ con. Cô gái tướng mạo xuất chúng tiến lên, liếc mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản trong video. Trong mắt hiện ra một vẻ khinh miệt và coi thường. Chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới việc ta gọi nhiều hơn một người là mẹ. Đường Đường nhìn cô gái kia một cái, mặt không đổi sắc, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe vậy, trong mắt nữ nhân kia kết lại một tầng băng xương, nhưng lại tỏ vẻ vô cùng thương tâm lui về sau mấy bước, dùng tay bụng miệng là mẹ không tốt. Ta không nên rời khỏi con, không nên rời khỏi nhà, không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Để cho người khác thừa cơ mà xuất hiện, đều là tại ta. Toàn bộ đều là tại ta. Vô ưu. Thấy vậy, phu nhân cao quý liền vội vàng tiến lên trấn an, hơi có ý trách cứ nhìn Đường Đường một cái. Nhiếp gia tại Độc Lập Châu, được sủng ái nhất chính là nhị tiểu thư Nhiếp gia Nhiếp Vô ưu, là viên ngọc quý chân chính trên tay Nhiếp gia. Huống chi đứa nhỏ này từ nhỏ đã rời nhà, trong lòng Nhiếp phu nhân vẫn cảm thấy còn mắc nợ nàng. Làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình phải chịu ủy khuất như thế? Nhiếp Vô Danh, con nhớ kỹ cho ta, lần sau Đường Đường gọi video cho con, cấm được nhận. Nhiếp phu nhân nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Sao lại cấm con, cũng không phải là con gọi video cho Đường Đường, mẹ hẳn là nên nói với tiểu tổ tông ấy chứ, làm sao lại cấm con? Nhiếp Vô Danh cực kỳ không phục.
Nhiếp phu nhân lườm Nhiếp Vô Danh một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, thở dài, Diệp tiểu thư, thật sự vô cùng cảm kích cô đã chiếu cố Đường Đường những ngày qua. Nhưng mà mẹ của Đường Đường đã tìm được, tôi hy vọng Diệp tiểu thư sau này không nên có bất kỳ liên hệ nào cùng với Đường Đường. Diệp tiểu thư cũng không hy vọng nhìn thấy Đường Đường cùng mẹ đẻ của mình không hòa thuận đi. Nếu như Diệp tiểu thư có bất kỳ yêu cầu và hồi báo gì, chúng tôi đều có thể thỏa mãn. Hy vọng Diệp tiểu thư cũng có thể lý giải được chút tâm tình này của đám già chúng tôi. Chương 1238, trừ mình ra, ai cũng đánh. Thật ra thì, đối với tâm tình của Nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản có thể hiểu được. Nếu thay đổi vị trí cho nhau, nếu như mình là Nhiếp phu nhân, nhìn thấy Đường Đường bởi vì chính mình mà chung sống không hòa thuận với mẹ ruột như vậy, có lẽ cũng sẽ có tâm tình như thế. Nhưng, chẳng hiểu tại sao, trong lòng của nàng, lại mơ hồ có chút đau nhói, phảng phất như bị người ta dùng lưỡi dao sắc bén chậm rãi cắt qua. Đủ rồi chưa? Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Nhiếp phu nhân khẽ nhíu chân mày một chút. Tôi hỏi các người đã đủ hay chưa? Nhiếp Vô Danh nói, các người đang làm cái gì vậy? Ngươi nói lại cho ta nghe. Trong mắt Nhiếp phu nhân toát lên vẻ tức giận. Con nói à ta, không nói mẹ, mẹ, xin mẹ đừng dính vào. Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn cô gái đang tỏ vẻ đầy ủy khuất kia, Nhiếp Vô Ưu, con mẹ nó ngươi chính là cần ăn đòn. Ta cho ngươi biết, hiện tại còn tỏ vẻ đáng thương ở nơi này. Mới vừa rồi dùng ánh mắt gì nhìn Diệp tiểu thư đấy? Cái mặt khinh miệt và coi thường kia là có cái ý gì? Khoảng thời gian này đều là nàng chăm sóc Đường Đường, móc tim móc phổi, Đường Đường về nhà đều không thể quên được nàng. Chuyện này chứng minh người ta đối xử với Đường Đường cực kỳ có tâm, đối với Đường Đường đầy đủ tốt. Ngươi thì sao? Ngươi làm gì rồi hả? Lúc trước ta làm sao còn không biết ngươi có thể giả bộ như vậy đây? Ngươi con mẹ nó bây giờ còn biết lăn về nhà. Sớm đã làm gì, có tin hay không, trở về ta cắt đứt chân của ngươi. Ca, ta, nữ tử muốn nói gì? Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại vung tay lên, ông nội ngươi. Ta cho ngươi biết, ta thật sự nổi giận, ta nổi giận sẽ có cái dạng gì, ngươi đi hỏi Nhất Chi Hoa bọn họ một chút. Đội trưởng nổi giận lên, đó là chính là núi lửa bùng nổ. Trừ mình ra, ai cũng đánh. Nhất Chi Hoa thấp giọng thì thầm. Ta cho ngươi biết Nhiếp Vô Ưu, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Dù cho ta bị coi thường, chờ ta trở về, ngươi chờ xem, có tin ta hay không ta đem Đường Đường mang về đưa cho Diệp tiểu thư, để cho ngươi mãi mãi cũng không thấy được. Nhiếp Vô Danh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, con ngươi của Đường Đường bỗng nhất thời sáng lên. Cho tới bây giờ thật không ngờ người cậu không đáng tin cậy này còn có một mặt đầy nam tính đến như vậy. Ngươi dám, Nhiếp phu nhân bị Nhiếp Vô Danh chọc cho nổi giận. Mẹ, tính khí con thế nào mẹ đã quá biết, thiên hạ này liền không có chuyện gì Nhiếp Vô Danh này không dám làm. Bây giờ con nói với mẹ một chút, mới vừa rồi mẹ nói với bằng hữu con cái gì. Muốn hồi báo cái gì cũng đều được, mẹ cho rằng bằng hữu của con là người nào. Mẹ đừng có nói chuyện, bây giờ nghe con nói, ok. Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt chặn họng Nhiếp phu nhân, tiếp tục nói, lại còn nói hồi báo gì cũng đều được. Con, một người đàn ông, nghe cũng đều không chịu nổi. Mẹ làm cái gì vậy? Là bằng hữu của con, lúc con đang còn chui giúp nơi gầm cầu, ra tay giúp đỡ chăm sóc cho Đường Đường. Mẹ bây giờ nói như vậy, mặt mũi con biết để vào đâu? Nhiếp Vô Danh này xem thể diện của mình còn quan trọng hơn cả tính mạng. Dù mẹ coi như có là mẹ con, mẹ cũng không thể làm cho con mất mặt như vậy được. Mẹ có tin hay không, lần này con về nhà lập tức dẫn Đường Đường mang đi, sau đó cũng học tập con gái bảo bối của mẹ bỏ nhà ra đi. Ngược lại mẹ cũng đã từng hưởng qua tư vị con gái bỏ nhà đi, nhưng con trai bỏ nhà đi vẫn chưa trải nghiệm bao giờ, thấy thế nào? Nhiếp Vô Danh hỏa khí khá lớn, hoàn toàn không cho Nhiếp phu nhân bất kỳ thời gian để đáp lời. Vào giờ phút này, Nhiếp phu nhân suýt chút nữa bị Nhiếp Vô Danh chọc cho giận đến bất tỉnh. Nguyên bản Nhiếp phu nhân còn muốn nói gì, nhưng lại lập tức bị Nhiếp gia Tam tiểu thư kéo lại, mẹ. Đại ca tính tình như thế nào, mẹ hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cái này không phải là di truyền từ mẹ sao? Hiện tại đại ca đang bực bội, mẹ muốn không thuận theo anh ấy. Chỉ sợ, chúng ta ai cũng không can được. Đến lúc đó đại ca trở lại, thật sự có thể làm ra được loại sự tình này. Chương 1239, đến cùng có phải là em gái con hay không? Được được được, ta nghe con. Chờ con trở lại hẳn nói, hôm nay không nói nữa. Nhiếp phu nhân nói.
Nhiếp Vô Ưu, lập tức, hiện tại, ngay, lập tức, nói xin lỗi bằng hữu của ta. Nhiếp Vô Danh hướng về cô gái sau lưng Nhiếp phu nhân nói. Mẹ, mẹ xem, đại ca. Nhiếp Vô Ưu mặt đầy ủy khuất nhìn Nhiếp phu nhân. Người có gọi cha cũng đều vô dụng, nói xin lỗi. Nhiếp Vô Danh gần như gầm lên. Một tiếng gầm này, Nhiếp lão phu nhân thở dài, Vô Ưu, nói xin lỗi Diệp tiểu thư đi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, liền như vậy đi. Không có gì. Nhiếp Vô Danh lại bảo vệ nàng như vậy, thậm chí không tiếc cùng người nhà cãi vã, nàng cũng không ngờ tới. Cũng không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Vô Danh căng thẳng với người nhà như vậy. Lại nói, nữ nhân kia dù sao cũng là mẹ ruột của Đường Đường. Cái gì mà liền như vậy? Ta nói xin lỗi liền con mẹ nó phải nói xin lỗi. Diệp lão bản, cô đây là không cho Nhiếp Vô Danh tôi mặt mũi, muốn đánh mặt của tôi. Nhiếp Vô Danh nhất thời trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không không không, anh định đoạt đi. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi rúm lại, nàng còn chưa từng thấy qua thời điểm khi Nhiếp Vô Danh nổi giận. Lần này coi như được mở rộng tầm mắt, cùng với ngày thường, quả thật là hai người. Diệp tiểu thư, xin lỗi, trước đó là tâm tình của tôi không đúng, hy vọng Diệp tiểu thư không nên để ý. Nữ nhân hướng về Diệp Oản Oản trong video mở miệng nói. Không có việc gì, Diệp Oản Oản hờ hững cười nói. Cứ như vậy đi, không có việc gì thì cúp máy. Chờ nữ nhân nói áy náy xong, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt ngắt đứt video. Mới vừa ngắt xong cuộc gọi video, nộ khí của Nhiếp Vô Danh dường như vẫn chưa tiêu, lập tức lại gọi ngược trở về cho Đường Đường. Thấy là cuộc gọi video của Nhiếp Vô Danh, vốn Nhiếp phu nhân không muốn để cho Đường Đường bắt máy, nhưng Đường Đường lại không cho Nhiếp phu nhân cơ hội mở miệng, lập tức kết nối video. Cậu, Đường Đường nhìn Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói, tiếng cậu này, đại khái là một lần thật lòng nhất. Đưa điện thoại cho bà nội con, Nhiếp Vô Danh nói. Đường Đường biết Nhiếp Vô Danh hôm nay đang ở trong trạng thái núi lửa phun trào, hết sức phối hợp đem điện thoại di động đưa cho Nhiếp phu nhân. Tổ tông, người lại muốn sao nữa? Nhiếp phu nhân bây giờ thấy gương mặt này của Nhiếp Vô Danh, vô cùng đau đầu. Mẹ, Nhiếp Vô Ưu kia là chuyện gì xảy ra? Cô ta đến cùng có phải là em gái con hay không? Nhiếp Vô Danh nói. Người có ý gì? Nhiếp phu nhân sửng sốt một chút. Làm gì có ý gì? Ý trên mặt chữ. Nhiếp Vô Ưu làm sao lại biến thành loại tính tình tiện nhân này? Con hận không thể quất cho ả vỡ mồm ra. Hừ, còn dám ở trước mặt con tỏ ra vẻ ủy khuất, đó chính là cố ý giả vờ cho mẹ xem. Người con gái cưng của mẹ, đừng nói là giả vờ ủy khuất, dù cho có chịu ủy khuất thật sự, cũng tuyệt đối không có khả năng bày ra ở trước mặt chúng ta. Có phải là thứ hàng giả hay không? Lúc Nhiếp Vô Danh nói chuyện, con người nhìn về phía mặt cô gái vẫn còn tỏ vẻ đầy ủy khuất trong video. Ngươi làm sao có thể nói em gái ngươi như vậy? Nhiếp phu nhân cả giận nói. Con gái mẹ có tính cách gì, một người mẹ như mẹ còn không biết sao? Mấy đặc điểm nhận dạng gì gì, cũng có thể ngụy tạo làm giả. DNA cũng có thể làm giả. Mẹ, con đã nói với mẹ. Mẹ chú ý đi liên hệ với các mạng lưới tra kỹ thêm một chút đi. Cô ta nếu như là hàng giả, trở về con sẽ lập tức đem cô ta đánh chết. Nếu mẹ điều tra không rõ ràng, trở về con sẽ tự mình điều tra. Nếu cô ta là thật sự, vậy dã nam nhân đó ở đâu? Cha của Đường Đường là ai? Vậy thôi, con cũng không muốn cùng mẹ nói thêm cái gì. Nhiếp Vô Ưu, ta tạm thời trước hết tạm gọi ngươi như vậy. Ngươi chú ý một chút cho ta trở về nếu như biết. Ngươi dám giả mạo em gái ta, ngươi chờ chết đi. Mạng lưới tin tức của ta, so với toàn bộ Nhiếp gia còn nhiều hơn. Như Lai Phật Tổ như ta, còn không phân rõ được loại thật giả lục nhĩ mi hầu sao như ngươi đi. Nói xong, không để cho mọi người cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh trong nháy mắt liền đem video cắt đứt. Sao lục nhĩ mi hầu, theo Tây Du Ký, đây là một trong tứ đại linh hầu, sánh vai với Tôn Ngộ Không. Trên đường đi thỉnh kinh. Con khỉ này đã giả mạo Tề Thiên Đại Thánh, không phân biệt được thật giả. Sau nhờ có Phật Tổ Như Lai phân biệt, kết cục con khỉ này sau khi bị phát hiện đã bị bắt giam vào trong thiên am bát vàng của thiên giới. Chương 1240, ăn còn chưa ăn. Nhiếp Vô Danh sau khi ngắt xong cuộc gọi video, hỏa khí dường như vẫn còn chưa tiêu. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân các loại, từng người câm như hến. Ngày thường đội trưởng dễ nói chuyện như thế nào? Hiện tại ở trong trạng thái núi lửa này, quả thật là loại người khủng bố nhất trên thế giới. Nhìn cái gì mà nhìn, thức ăn không tốn tiền sao? Ăn,
đều ăn cho tôi. Nhiếp Vô Danh hướng về Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân lườm qua. Vớ, vâng. Thần Hư đạo nhân liền vội vàng động đũa, sợi khoai tây bay thẳng vào miệng liên tục. Thức ăn không tốn tiền sao? Cậu ăn một mình là sao? Nhiếp Vô Danh trợn mắt nhìn Thần Hư đạo nhân. Lúc này, Thần Hư đạo nhân hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, cây đũa gắp miếng khoai tây khựng lại trước miệng, mặt đầy vẻ lúng túng. Vậy hắn rốt cuộc là nên ăn, hay không ăn? Diệp lão bản, chuyện hôm nay, là Nhiếp Vô Danh tôi không sắp xếp tốt. Mong cô đừng để ý, chờ tôi trở về điều tra rõ ràng trước. Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Ngoại quốc rời gạch có chút sợ run tim mất mật, thật rất hiếm thấy đội trưởng thật sự nổi giận. Xem ra, đội trưởng là thật lòng đem Diệp lão bản coi là bằng hữu chí cốt rồi. Không có gì, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng. Diệp Oản Oản bên này vừa dứt lời, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là điện thoại của Lạc Thần. Alo, Lạc Thần. Diệp ca, buổi tối cô có rảnh không? Lạc Thần vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản, sao vậy? Thiên Vũ ca tối nay có một buổi nhạc hội, trước đó có mời tôi và Cung Húc làm khách quý lên hát giao lưu, còn có Diệp ca nữa. Kết quả Giai Văn Tỷ hôm nay gọi điện thoại cho cô để xác nhận thời gian, nhưng một mực đều không liên lạc được. Lạc Thần mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái, xin lỗi, có chuyện quên trả lời điện thoại, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Đầu tiên là Đường Đường rời đi, sau lại là Tư Dạ Hàn mất tích. Khoảng thời gian này tâm thần nàng có chút mất tập trung, suýt chút nữa đã quên bén mất chuyện này rồi. Cúp điện thoại xong, trong đầu Diệp Oản Oản linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng lấy ra một dãy số điện thoại, đi tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh, hỏi anh biết số điện thoại này có mã vùng thuộc khu vực nào không? Nhiếp Vô Danh đảo mắt qua, lập tức trả lời cái này. Đây là số của Độc Lập Châu đấy. Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày lại. Đây quả nhiên là số của Độc Lập Châu. Nếu là như vậy, Tư Dạ Hàn mất tích, chắc hẳn là có liên quan đến Độc Lập Châu. Điện thoại của Độc Lập Châu có thể kết nối với bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể chủ động kết nối được với Độc Lập Châu. Nhiếp Vô Danh nói. Vậy, anh có thể giúp tôi gọi cho số điện thoại này một cú được không? Diệp Oản Oản hỏi dò. Có thể nha, chuyện nhỏ như con thỏ. Lúc này, Nhiếp Vô Danh lấy ra một cái điện thoại di động khác, lập tức gọi điện thoại. Sau khi điện thoại vang lên mấy tiếng, một giọng nữ vang lên, ai vậy? Cô là ai? Nhiếp Vô Danh hỏi. Anh có bệnh à, anh gọi điện thoại tới, lại hỏi tôi là ai? Đối phương sau khi mắng một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Nhìn thấy chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh lại lần nữa đi du lịch, trong lòng Diệp Oản Oản có chút cạn lời. Đưa cho tôi, để tôi tới. Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại từ trong tay của Nhiếp Vô Danh, nhấn nút gọi lại. Sau mấy tiếng chuông, giọng nữ lại lần nữa vang lên, anh có phải bị bệnh não hay không? Ngại quá, mới vừa rồi là bằng hữu của tôi nói không rõ ràng. Quả thực xin lỗi, Diệp Oản Oản cười nhận lỗi. Đối phương hơi không kiên nhẫn nói, xin hỏi cô tìm người nào? Tôi muốn hỏi một chút, Tư Dạ Hàn có ở đây không? Diệp Oản Oản hỏi dò. Tìm Tư Dạ Hàn, xin hỏi ngài là, nói tới tên họ Tư Dạ Hàn, đối phương bỗng chợt thận trọng hơn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1240.